Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những phân tích, những cái đánh giá lại tất cả kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong cái bản tin video số 130. Sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ view lại tất cả các mã cổ phiếu cơ bản nhất của các nhóm ngành, thì chúng ta xem thử đến cái thời điểm hiện tại khi VN Index của chúng ta đã tiệm cận về vùng 1.000 điểm thì vị trí và tọa độ của các mã cổ phiếu đó hiện tại đang như thế nào, và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài ý nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Kết thúc tuần giao dịch ngày 13 tháng 11 thì ông Lê đã ra bản tin video số 130, trong đó phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11. Các cái vùng kháng cự mạnh của thị trường ở vùng 970 điểm đến 975 điểm, VN30 ở vùng 940 điểm và chỉ số phái sinh ở vùng 945 điểm đến 950 điểm. Thì đây là các cái mốc của thị trường của chúng ta, thì nó cũng đã khá là quen thuộc đối với tất cả những anh chị em của chúng ta theo dõi các cái bản tin phân tích tuần cùng lên. Thì khi mà chúng ta kết thúc cái tuần giao dịch ngày 13 đây thì ông đã ra bản tin video số 130, thì trong đó thì ông có nói đến các cái yếu tố cơ bản, ví dụ như là cái điểm tạo đáy của thị trường, cái điểm nhấn của thị trường nó rơi vào phiên giao dịch ngày 29 đến ngày 30 tháng 10. Đấy là cái thời điểm mà để chúng ta bắt lại tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta đang có. Đấy là cái phương pháp bắt đáy. Và chúng ta đã có 2 tuần tăng điểm và các cái mã cổ phiếu thì đã bắt đầu đi vào các cái vùng kháng cự mạnh, cùng với đó thì các cái điểm bắt đáy khi mà VN Index, cái thời điểm đó thì VN Index của chúng ta đã không gãy vùng 935 điểm. Đây chính là tuần này, ở VN Index của chúng ta đã không gãy vùng 935 điểm, thì chúng ta đã có 2 tuần đó. Tuần thứ nhất là tuần tạo đáy ở vùng ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 tháng 10, và sau đó tuần tiếp theo đó là tuần mà VN Index của chúng ta, tuần thứ hai VN Index của chúng ta không gãy vùng 935 điểm. Thì khi đó thì thị trường của chúng ta đã bước vào những cái vùng kháng cự mạnh, và trong cái phiên giao dịch ngày thứ hai đó là phiên giao dịch có một cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật, đó là VN Index của chúng ta tiệm cận vùng 940 điểm, và tại thời điểm đó thì phái sinh cũng tiệm cận về những cái vùng kháng cự mạnh, và chỉ số VN30 phiên giao dịch ngày hôm đó thì đã chạm đúng cái vùng kháng cự 940 điểm. Chính vì vậy phiên ngày thứ hai đã có một phiên rơi rất là mạnh, và sau cái phiên rơi rất là mạnh đó thì đến phiên ngày thứ ba chính là một cái phiên mà nó mang một cái mấu chốt vấn đề, đó là nó lấp lại được, các anh chị nhìn trong các cái điểm phân tích kỹ thuật, tức là VN Index đã lấp lại được vùng 960 điểm. VN Index tại thời điểm đó đã lấp lại vùng 960 điểm, và tiếp theo đó là tiệm cận lại về vùng 970 điểm. Và phiên ngày thứ năm, ở phiên ngày thứ tư, thì VN Index đã có một cái dấu hiệu bứt phá lên trên vùng 970 điểm, đi về cái vùng kháng cự mạnh của thị trường của chúng ta, đó là vùng 970 đến 975 điểm. Và kết tuần VN Index của chúng ta có một cây nến tăng rất là đẹp và đã vượt ra ngoài cái biên 970 điểm đến 975 điểm. Ở chỉ số VN30 thì về đúng cái vùng kháng cự mốc M3 ở vùng 945 đến vùng 950 điểm, và chỉ số VN30 F1M thì đóng cửa vượt ngưỡng 950 điểm, tức là cái mốc M3 trong các cái điểm phân tích về phái sinh của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã có một tuần giao dịch tương đối là tích cực, và cái câu chuyện là thị trường của chúng ta sẽ đi tiếp như nào thì tí nữa cuối bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng chi tiết một vài cái ý về thị trường chung. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi view lại tổng quan toàn bộ các cái mã cổ phiếu và các cái nhóm ngành. Thì trước khi mà đi vào view vào tổng quan thì Hùng có một ý chia sẻ với tất cả những anh chị em là cộng đồng của chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì câu chuyện là Hùng có rất nhiều lần Hùng chia sẻ rồi, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta biến động theo ngày, thậm chí là biến động theo giờ và biến động theo phút. Có những điểm mua ở một cái mã cổ phiếu thôi, nhưng mà chỉ trật đi khoảng tầm độ 5 phút thôi thì cái giá để chúng ta mua cổ phiếu nó đã đi rất là xa rồi. Chứ chưa chưa nói đến câu chuyện là trong một ngày, và lại chưa nói đến cái câu chuyện trong một tuần. Đó, chính vậy là
trong các bản tin phân tích kỹ thuật của ông Lê, thì Hùng view lại tổng quan tất cả các mã cổ phiếu của team và các mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị mua ở trên Zoom Zalo NO02, đấy là một cái team không chat, thì tất cả các khuyến nghị của ông Lê đều được đẩy lên ở trên này. Và nếu như có thời gian thì Hùng có chia sẻ lên các cái room cộng đồng, ví dụ như room R9 đó, room R9, room R8, room R7 đó, thì đấy là các cái room cộng đồng mà có thời gian thì Hùng sẽ đẩy lên đó cái phân tích của ông Lê. Và đến cuối tuần thì chúng ta sẽ view lại cổ phiếu, thì cái câu chuyện là nếu như mà chúng ta cổ phiếu nào Hùng cũng phải đánh search ở trên cái ví dụ như này, ví dụ như phân tích mã cổ phiếu BIDV chẳng hạn đó, thì mã cổ phiếu nào Hùng cũng đánh lại để cho các anh chị xem được cái lịch sử mà Hùng khuyến nghị trên này, thì cái bản tin của chúng ta nó sẽ khoảng tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ đó, chúng ta không có thời gian để chúng ta view lại. Ví dụ như BIT ngày hôm nay đó, thì Hùng có khuyến nghị chúng ta bắt phiên ngày hôm nay, bởi vì BIT là rất nhiều những tài khoản mà chúng ta đang cầm lại đó, thì phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt khoảng tầm 50% tỷ trọng chúng ta đang nắm để làm gì, để chúng ta đảo hàng, chúng ta sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt, thì nôm na là như vậy. Và tất cả những cái dữ liệu này thì nó đều nằm ở trên cái team nhận định không chat NO02. Chính vậy nên là các anh chị chúng ta sẽ không có những cái suy nghĩ nó hơi trái chiều đó. Ùng ùng Lê chỉ nói như vậy thôi đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi em VIX. Đối với VIX ở thời điểm hiện tại thì Hùng đã có vùng kháng cự của cổ phiếu ở đây, đó là vùng 108.5 đến vùng 110, và các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong cái phiên ngày thứ hai thì VIX đã có chạm cái vùng 108.5, và sau đó VIX có một cái nhịp đổ rất là sâu, chạm về đúng cái vùng hỗ trợ của VIX ở dưới này, đó là vùng 98.5 đến vùng 100. Trong cái thời điểm hiện tại thì VIX chưa có nhiều dư địa, và cái vùng hỗ trợ khả năng VIX sẽ đi ngang ở quanh vùng 102.5. Một số các anh chị có hỏi Hùng có mua VIX hay không, thì Hùng khuyến nghị là thời điểm này không phải thời điểm đẹp nhất để chúng ta tham gia. Đối với mã cổ phiếu Vinhome, hỗ trợ ở đây đó là vùng 75, và kháng cự của cổ phiếu này ở vùng 80 đến vùng 81.5. Thời điểm hiện tại thì Vinhome sau một tuần đi ngang thì hiện đang có những cái tín hiệu khả quan hơn, khi mà dòng tiền nó cứ đi ngang như này thì cổ phiếu nó sẽ rất là khó tăng. Và trong tuần tới thì khả năng tạo lập sẽ sử dụng Vinhome để kéo thị trường, và Vinhome sẽ có thể chạm lại về vùng 8X, tức là vùng 80 cộng. Các điểm mua không khuyến nghị. Mã cổ phiếu VRE. Đối với VRE thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị ở trong một cái nhịp tạo đáy của cổ phiếu ở vùng 25. Khi đó thì nó rơi vào cái phiên giao dịch của ngày 29 và ngày 30 tháng 10. Các anh chị có thể xem lại. Đây là những cái tài khoản của các anh chị bán đúng đáy luôn. Đó, và sau đó thì VRE đã có một nhịp hồi phục xong, thì trong cái bản tin tuần thì cũng có phân tích lại ở vùng 27, tiệm cận lên vùng 28.5 đến vùng 29, nói chung là vùng 28 cộng. Và trong phiên ngày hôm nay thì VRE có một phiên khi đội đầu thì thường cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp rung lắc rung rũ ở đây. Thì quan điểm của Hùng là các anh chị nào đang cầm VRE thì chúng ta có thể canh lại những cái vùng ở nó sẽ có thể nó sẽ test cung lại ở những cái điểm khoảng tầm 27.5 không gãy thì cái cơ hội mà VRE đánh lại vùng 28 cộng và mạnh hơn thì ở vùng 29 là còn, và các anh chị canh ở vùng này thì chúng ta chốt, không còn những cái điểm mua nữa. Cổ phiếu Sapeco, trong tuần vừa qua thì VN Index tăng điểm thì nó có một phần đóng góp vào mã cổ phiếu Sapeco, khi mà cổ phiếu này đã có một cái mức tăng đâu đó ở trên vùng 180 cộng và tiệm cận về vùng 190, tức là tăng khoảng tầm độ 10 điểm. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Sapeco thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 190 không gãy, và xu hướng khả năng thì Sapeco cũng sẽ là một mã cổ phiếu tạo lập, sẽ sử dụng kéo để đưa chỉ số của thị trường về vùng 1.000 điểm. Đó, chỉ số Sapeco. Còn nhịp này thì chúng ta chưa thể uống bia với em này được, em này uống bia nó chưa đẹp. Vinamilk là một cái trụ kéo rất là tốt ở trong tuần vừa qua, khi Vinamilk đã tăng từ cái vùng hỗ trợ, thì đối với mã cổ phiếu Vinamilk, Hùng đã đưa cho các anh chị một góc nhìn từ vùng 105 và đến vùng 106.5. Đây là cái vùng hỗ trợ của Vinamilk, và thường khi chạm những vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng bật lên. Và trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã có những phiên đi ngang siết chặt 3 phiên, nói đúng hơn là 4 phiên kể từ phiên ngày thứ 5 tuần trước. Thì Vinamilk đã có những cái điểm đi ngang siết chặt ở quanh vùng 106.5, và trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã có những cái điểm bật, và với một cái lượng cầu cực kỳ là tốt. Tín hiệu dòng tiền đang, các anh chị có thể nhìn thấy đây, tín hiệu dòng tiền thì bắt đầu có xu hướng hồi phục đi lên cùng với tín hiệu MACD.
Thì xu hướng trong ngắn hạn thì tuần tới thì Tạo Lập sẽ sử dụng cổ phiếu Vinamilk là một cái trụ kéo về điểm số cho thị trường, và khả năng thì Vinamilk sẽ xu hướng sẽ đi về vùng 102 112.5, và có đánh vượt được cái vùng kháng cự này hay không thì cũng sẽ có thể phải quan sát thêm cái tín hiệu cung cầu của VN Index ở cái vùng 112.5 này, tức là sẽ rơi vào phiên giao dịch ngày thứ hai đến ngày thứ ba tuần tới. Trụ Vinamilk là một cái trụ kéo cho một cái tuần giao dịch mới. Chúng ta đi phân tích một số cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không VLC. Thì trong tuần trước thì cũng còn đề cập đến câu chuyện VLC ở vùng hỗ trợ 103.5, và khi mà VLC có những cái điểm hở gáp thì cũng đã có phân tích về việc là VLC sẽ có những cái điểm trả cung. Và các anh chị thấy đây, ở phiên ngày thứ hai VDC trả cung đẹp luôn, test lại sâu nhất đúng vùng 107.9, đấy chính là cái vùng kháng cự đây. Và ở trong những cái bản tin đúng rồi, trong bản tin video số 120 à 130 thì cũng có nói đến các anh chị vùng 109.5, đó là vùng mà VDC sẽ test cung lại. Test cung không gãy ở vùng này thì VDC sẽ có những nhịp đánh đánh lại, vượt lại cái vùng gap ở đây, đó là vùng 114 đến vùng 115. Và phiên ngày hôm nay là phiên kết tuần thì VDC có một cái lực cầu nó khá là bất thường, và một cái lực tăng khá là mạnh. Thì chúng ta lưu ý, tức là cái cách mà hướng các anh chị đến đó là các cái điểm hỗ trợ. Các anh chị nhớ ở đây, VDC có những cái điểm đánh rất mạnh lên và sau đó thì nó có những điểm test cung, đó nó đánh rất mạnh lên và có những cái điểm test cung ở đây, thì đây là những cái điểm mà chúng ta gom tăng tỉ trọng đó. Thì rất nhiều, có thể là rất nhiều những anh chị là sẽ mua ở vùng 120 đó, nhưng quan điểm của Hùng là nó sẽ không, chúng ta sẽ không nên mua ở vùng 120, mà sau sau những cái điểm từ 120 này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng nó trả lại những cái phần thân nến thấp ở dưới này, tức là có thể là nó sẽ ở khoảng vùng 115 đến vùng 116. Thì đây chính là những cái vùng mà Hùng thường hướng đến các anh chị, ví dụ như là ở cái vùng trả cung ở đây rất là đẹp đó. Chúng ta không có nói trước, không có nói sau anh chị. Chúng ta có cái gì chúng ta nói cái đó. Đấy là quan điểm của Hùng đó, có một chúng ta nói một, có hai chúng ta nói hai đó. Rồi cổ phiếu HVN, HVN thì chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện đó là câu chuyện về giải cứu. Thì hiện tại là Hùng có đọc một số các thông tin thì như là chính phủ chúng ta đã đồng ý có những cái gói để cho Việt Nam Airlines có những cái khoản tiền để có thể tiếp tục hoạt động, nôm na nó là như vậy. Thế thì câu chuyện là đó, thì sau có những cái thông tin là có vaccine đúng không ạ, thì HVN đã có những phiên đánh lên 28, nhưng mà chúng ta tại sao chúng ta phải mua ở vùng 28? Các anh chị cứ đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy đó, chúng ta tìm những điểm test cung và đó là những điểm ở khoảng vùng 26.4 đó, quanh vùng 26.5 thì đó đến vùng 27, đó là những vùng test cung rất là đẹp và chúng ta sẽ canh mua ở những vùng đó, thì về giá vốn là chúng ta sẽ thấp hơn đó, chắc chắn sẽ thấp hơn và cái mức độ an toàn nó sẽ an toàn hơn. Trong ngắn hạn thì HVN sẽ có những cái điểm test cung ở quanh vùng 26.5 đến vùng 27 không gãy, thì mục tiêu đầu tiên là sẽ đánh công lại vùng 28, và có một cái cây nến mà HVN đánh vượt thoát vùng 28 ở đây thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết đó, sau những cái điểm mua gom ở dưới này thì chúng ta có thể mua ở đây. Nhóm ngành hàng không có mã cổ phiếu ACV thì đẹp hơn cả Thúy Kiều đó, đúng không ạ các anh chị? Và đây là một mã cổ phiếu Hùng nói rồi, mã cổ phiếu rất có duyên với Hùng Lê, tức là những cái nhịp phân tích nào là ăn nhịp phân tích đấy, rất là có duyên. Và nhịp phân tích gần nhất ở đây đó là vùng 61.5 đến vùng 62 để đi về vùng 7x trong tuần này, hoàn thành luôn vùng 7x. Và cái cách test của cổ phiếu thì cổ phiếu này đã kéo qua vùng 7x, tức là sẽ kéo lên vùng 71 đến 72 và có một cây nến test cùng đây, cực đẹp luôn đó, nó sẽ test lại về đến vùng 7x và sau đó rút chân lên, thì đây là một cây nến test cung rất là đẹp. Và thường là sau một cái cây doji mà cái thân nến rất là dài, cái chân nó rất là dài như này, thì thường là lực cầu nó sẽ kéo tiếp, và đúng là như vậy. Thì phiên ngày thứ sáu là ACV tiếp tục kéo, và cái mục tiêu của ACV trong nhịp này thì nó không có cái gì khác cả, xu hướng cao là sẽ đi về vùng 75 đến vùng 80, nhưng chắc chắn là khả năng nhịp này ACV sẽ đi về vùng 8x. Một cổ phiếu nữa mà đã khuyến nghị đầu tư các anh chị nhé, AST. Thì AST cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay của nhóm ngành hàng không, và cũng đang kỳ vọng cổ phiếu này sẽ có một trend đánh tuyệt vời đấy. Và các anh chị lưu ý, trong cái điểm mà nó tạo gap này, nó hở gap ra này, và chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ của nó khoảng vùng 50.5 đến vùng 51, đẹp luôn, cầu quay trở lại
và đã kéo trong phiên ngày hôm nay thì đã kéo vượt thoát được cái vùng kháng cự ở đây là vùng 53, và xu hướng thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm kéo từ ở vùng 54 và nó sẽ test lại một lần nữa ở khoảng vùng 53 đến vùng 53.5 ở đây không gãy, tức là nó sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên test ở đây nữa. Đó thì xu hướng là cổ phiếu này sẽ đánh về vùng ở đây đang dự kiến là khoảng vùng 57. Và khi cổ phiếu này thoát vùng 57, Hùng chỉ có chờ đợi cái đoạn này thôi. Cổ phiếu mà thoát được vùng 57 thì coi như xong, tức là chúng ta chỉ có đi xây dựng target nữa thôi, chứ chúng ta không còn đi xây dựng các cái điểm mua nữa. Các anh chị lưu ý như vậy trong nhóm ngành hàng không. Rồi mã cổ phiếu trụ tiếp theo BVH. Rồi BVH là một cái trụ mà trong tuần tới đây Hùng sẽ để ra đây sẽ kéo để đưa chỉ số và điểm số của thị trường. Thì trong các cái kịch bản mà Hùng có phân tích và có nói đến mã BVH á, thì Hùng có nói đến cái câu chuyện là BVH đang có xu hướng tạo nền trung hạn ở vùng 44 đến vùng 45.5. Chính là cái vùng này thì cổ phiếu nó sẽ oằn đi oằn lại, và lý thuyết Livermore, nếu như các anh chị đọc thì các anh chị sẽ hiểu là cái điểm xoay chiều của cổ phiếu, và ông tìm cái điểm đó chính là cái điểm xoay chiều của cổ phiếu, và sau đó thì chúng ta phân tích một sóng lên. Đó, chúng ta phân tích một sóng lên. Và BVH cũng có một cái điểm tạo đáy đúng vào phiên ngày 29 và ngày 30 của tháng 10, sau đó thì BVH phục hồi và chúng ta đang đi phân tích một sóng lên của BVH, phục hồi về vùng 53, sau đó thì mục tiêu phục hồi về vùng 56. Và mục tiêu 56 thì đã hoàn thành ở phiên ngày thứ 5, và phiên ngày hôm nay thì BVH tiếp tục có một điểm test. Thì BVH sẽ có thêm điểm test cung của phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 trên vùng giá 56. Trên vùng giá 56 không gãy thì ta sẽ có mục tiêu tiếp theo của BVH sẽ đánh về vùng 6x. Và BVH sẽ là một trụ kéo của thị trường ở trong tuần mới. Anh chị lưu ý như vậy, trụ kéo để kéo điểm số thị trường và tạo cái sự hưng phấn nhất định nào đó. Rồi, Masan là một trong nhiều mã là một trong những mã cổ phiếu mà đặt nhiều câu hỏi nhất ở thời điểm hiện tại là bắt đáy hay không. Đó, rất nhiều anh chị là chúng ta hỏi Hùng bắt đáy hay không, thì đến thời điểm này thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ như thế này. Khi mà cùng có phân tích một cái nhịp Masan ở đây từ vùng 75, các anh chị xem lại ở những cái bản tin ở đây này, về đến vùng giá 9 vùng giá 88, sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 80 không gãy thì chúng ta sẽ có một cái lực đánh tiếp theo về vùng 88, vượt thoát vùng 88 thì chúng ta có khoảng vùng 100x, và trên thực tế thì cổ phiếu đã đi được về vùng cao nhất là vùng 98 trên 100. Và sau đó thì Masan đã có một cái lực đổ lại, và cái lực đổ lại này thì gần như là dòng tiền nó không có ra, dòng tiền nó không ra, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ dò tìm lại cái điểm mà để chúng ta bắt lại đáy. Và cái điểm đó thì theo Hùng là đây, đất rất đẹp rồi, vai đầu vai đó, thì chúng ta sẽ bắt đáy Masan đây, bắt đáy Masan ở vùng 80 đến vùng 81.5, nói chung là ở quanh cái vùng này thì chúng ta có thể tham gia, chúng ta bắt lại Masan, thăm dò lại vị thế. Và sau khi mà Masan có những cái điểm đánh vượt thoát, ví dụ vượt thoát vùng 82.5, vùng 83 thì chúng ta có thể mở mua hết để chúng ta đón một cái lực phục hồi T cộng ở đây. Và với các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Masan thì Hùng cũng kỳ vọng là Masan cũng sẽ là một trụ kéo vào trong tuần tới. Trong họ nhà Masan thì có một cái mã cổ phiếu là nó âm thầm lặng lẽ thôi, nhưng mà nếu như các anh chị mà đã theo dõi những cái bản tin của Hùng thì Hùng có phân tích, có đề cập đến cái mã này. Cái mã này thì thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là Hùng cũng ít có phân tích, và Hùng chỉ có phân tích ở trên Zoom Zalo thôi. Thì Masan ngày xưa là có một cái nhịp này, và đây là cũng một mã cổ phiếu khá là có duyên với Hùng Lê. Và cách đây đâu đó không xa thì Hùng có phân tích cái điểm hội tụ kỹ thuật của Masan ở khoảng MCH ở vùng 61.5 đến vùng 63 sau chia. Và sau đó thì chúng ta đi phân tích một sóng lên, đó, nhịp đầu tiên ở vùng 69, nhịp tiếp theo target ở vùng 78, nhịp tiếp theo nữa target ở vùng 85. Và trong tuần hôm nay thì Masan MCH đã có một cái đường đi rất là đẹp, rất là đẹp, và hiện tại thì đã có một phiên test ở khoảng vùng 85 đến vùng 87, và xu hướng của cổ phiếu này thì nó cũng sẽ đánh về vùng 95. Đó, thì khi cổ phiếu nó tăng thì nó cũng tăng rất là đẹp, và đây là một cái mã cổ phiếu cũng khá là có duyên với Hùng Lê trong các cái nhịp phân tích.
MWG đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đã hoàn thành cái vùng giá mà chúng ta dự kiến, đó là vùng 110. Và sau khi hoàn thành cái vùng này thì MWG đang có một cái mô hình đi nón xuôi. Nó test cung liên tục, test lại vùng 110 và cái vùng này chưa gãy. Nói chung nôm na là như vậy. Thì cái vùng này chưa gãy thì chúng ta vẫn còn nắm được, và dự kiến thì với cái đường đi hiện tại như thế này và với cái ý đồ tạo lập của thị trường có thể đánh lên vùng 1.000 điểm thì MWG cũng sẽ là một trụ kéo cho một cái tuần giao dịch mới. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba xuất hiện một cái lực cầu đánh vượt cái nón úp ở trên này, khoảng vùng 112. Nó có một cái nón úp đánh vượt thoát vùng 112 với lực cầu khoảng trên 1,5 triệu cổ phiếu, thì như thế là nó sẽ có cái tín hiệu xác nhận rằng MWG tiếp tục một cái trend tăng. Mã cổ phiếu PNG hiện tại là đang gặp một cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng giá 75. Thì Hùng cũng có khuyến nghị các cái tài khoản mà đang cầm PNG thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần. Bởi vì tín hiệu kỹ thuật như hiện tại mà dòng tiền mà cắm đầu như này thì nó cổ phiếu nó sẽ thiên về kịch bản là nó đi ngang tích lũy thôi, nó sẽ rất là khó tăng. Và PNG thì trong tuần tới thì vẫn đang vận động ở trong cái biên hẹp, đó là biên 72 đến khoảng biên 75 ở trong cái biên này. Rồi, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa Bình Minh. Thì Bình Minh là đã có phân tích điểm mua đầu tiên ở vùng đây, ở vùng 52.5 đến vùng 53. Đấy, ví dụ như là BMP. Nếu mà phân tích mã cổ phiếu nào mà Hùng cũng phải đi 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 tìm lại những cái này thì nó rất là khó. Cách đây 28 ngày, Bình Minh đạt target 60 đến 60. Và theo quan sát của Hùng thì cái vùng hỗ trợ của em này là vùng 52.5 đến vùng 53, và vùng này là vùng canh 30% vị thế. Sau đó thì Hùng tiếp tục cách đây 10 ngày. Cách đây 10 ngày đấy anh chị, Bình Minh thỏa mãn cái điều kiện tăng 50% tỷ trọng. Thoát vùng 55.5 là mua được rồi. Đó. Và cách đây 3 ngày thì phiên ngày hôm nay lực cầu ổn định break về vùng 56 và chiều canh các cái nhịp nhún, và chúng ta mua full hàng và điểm mua cuối cùng của Bình Minh cách đây 3 ngày. Đó thì cái câu chuyện là nói trước nói sau. Đó, Hùng vẫn nói như vậy, câu chuyện nói trước nói sau. Thì một tuần thì Hùng mới view lại nên là chúng ta sẽ tránh những cái câu chuyện như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì Bình Minh đã full hàng rồi và chúng ta chỉ chờ nữa thôi, chờ cái điểm mua cuối cùng về nữa thôi để chúng ta chốt. Và mục tiêu sẽ chạm lại về vùng kháng cự 60. Với cái lực đi hiện tại của Bình Minh á, thì Hùng cũng đang thiên về kịch bản là Bình Minh sắp tới tuần tới thì Bình Minh sẽ đánh vượt thoát vùng 60 và chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là quan trọng của Bình Minh ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì Bình Minh không còn điểm mua, và những cái điểm mua đó chính là những cái điểm vùng hỗ trợ, rồi những cái điểm thoát kỹ thuật, rồi những cái điểm test cung. Đó, ví dụ khi mà nó về đến vùng 56 và nó test cung không gãy này, đó, test cung không gãy vùng 54. Đấy là những cái kỹ thuật này thì cũng đã có nói ở trên bản tin số 130. Ok. Mã cổ phiếu APH. Mã cổ phiếu này thường có phân tích và cái cách đi của mã cổ phiếu này thì cũng khá là đẹp, và những cái điểm test cung 80 không gãy thì nó sẽ đi về vùng 85. Tuần vừa qua thì gần như có 4 5 3 3 4 4 phiên test lại cung 80 không gãy, và phiên ngày thứ 5 thì có một phiên đẩy lên rất là mạnh. Cách đi của cổ phiếu này như vậy, và nó lại có thể nó sẽ xuất hiện 3 đến 4 phiên test lại cung 85 không gãy thì nó lại đẩy lên vùng 90. Đó, cách thức đi như vậy. Đội lái của em này nó đi như vậy. Rồi, DAG đó, cổ phiếu PEN này thì không có gì cả anh chị, vùng 64 hỗ trợ, và trong nhịp này thì có thể xu hướng là cổ phiếu này sẽ đi về vùng 7 cộng, mạnh hơn thì chạm lại vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 7.2. G. Ở các cái nhịp xổ số của G đó là chúng ta có những cái điểm mua đâu đó ở vùng 42 anh chị nhỉ, và mục tiêu của chúng ta ở trong nhịp này ở vùng 45 46. Hiện tại thì Di đang đi siết chặt ở quanh vùng 44, và những điểm đi siết chặt như này thì rất có thể là Di sẽ có một cái điểm đánh đánh dài như này, có những cây nến xanh dài như này để đi về cái vùng giá mục tiêu. Di không còn điểm mua và chúng ta đã đánh nhịp xổ số rồi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đi phân tích nhóm ngành công nghệ. Thì nhóm ngành công nghệ là nhóm ngành đã có những rất nhiều cái đặc thù của trong năm 2020, chính vì vậy nên Hùng Lê khuyến nghị đây là nhóm ngành mà chúng ta đáng để đầu tư. Và chúng ta liên tục đi phân tích những cái điểm định lượng của FPT đó, từ vùng định lượng vùng 50.5
Đến vùng 51 thì FPT sẽ đánh vượt lại về cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây là khoảng vùng 55 đến khoảng vùng 56. Trên cái trend tín hiệu kỹ thuật hiện tại của FPT là FPT đã đội đội trần, tức là đội trần 56 thì sẽ có những cái phiên test cung và đẹp nhất. Thì nó sẽ có thêm khoảng 1 đến 2 phiên nữa test cung không gãy vùng 55. Có một phiên lực cầu xuất hiện khoảng trên 4 triệu cổ phiếu và kéo qua vùng 56 thì lúc đó cũng sẽ đi xây dựng cái điểm cầu tiếp theo của FPT. Đó, chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Điểm mua không còn. DGW, còn các anh chị mua sau thì lúc đó thì các anh chị phải chấp nhận những cái rủi ro nhất định. Đúng không ạ? Rồi. DGW là chúng ta xây dựng cái target 70 hoàn thành rồi, sau đó thì cũng có nói đến các anh chị cái điểm test cung ở vùng 65 không gãy. Thì phiên ngày thứ hai là DGW test cung đúng vùng 65, đúng ạ, đóng cửa đúng vùng 65, và phiên ngày thứ ba thì có một cái lực cầu kéo nhẹ lên và có 3 phiên test cung, và phiên kết tuần thì có một lực cầu trên 700.000 cổ phiếu và kéo cổ phiếu này vượt thoát vùng 7x. Với tín hiệu cầu như thế này thì DJ sẽ có những cái điểm có thể là tạo lập, sẽ kéo luôn test luôn ở vùng 70, 71, 72 và sau đó nó sẽ test lại cung ở vùng 7x không gãy, lực cầu tiếp tục đánh quay trở lại, thì đấy là dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng tăng tiếp theo của DJ. Và mục tiêu ở vùng 75 đến vùng 8x thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ở những cái tọa độ đó. Ở mã cổ phiếu CMG thì nó kém hơn so với hai cái mã cổ phiếu đầu ngành của nhóm ngành công nghệ. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì Hùng nhìn thấy vùng 33 đến vùng 33.5, đây là cái vùng mà chúng ta có thể tham gia. Nó đang hình thành cái mô hình V đúc ở đây cũng khá là đẹp, và sang tuần tới có một cái lực cầu đánh bay được cái điểm ở đây này. Điểm ở đây thì chúng ta có thể mở mua hết này. Khoảng vùng 34.5 thì chúng ta có thể mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu CMG. Rồi. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp Novaland. Novaland đến thời điểm hiện tại là không còn được cái vị gì nữa. Ở đây là dòng tiền của tạo lập thôi, và chúng ta tránh xa ra, chúng ta không 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 tham gia nó. Rồi cổ phiếu CTD có tìm và phân tích một cái nền hỗ trợ của CTD ở khoảng vùng 56 trong nhịp đánh này. Và sau đó thì CTD chúng ta có một cái vùng hồi phục T cộng ở đây. Khoảng đâu đó ở khoảng vùng 56 à vùng 62.5. Sau đó cổ phiếu test cung ở khoảng vùng 60 đến vùng 61.5 không gãy thì chúng ta có xây dựng tiếp một cái mục tiêu ở khoảng vùng giá 67. Về tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Cotecom thì nó cũng chưa chưa bị phá vỡ kỹ thuật, tức là những cái điểm test cung này của Cotecom vẫn đang nằm ở trên vùng 6x, nên là chúng ta vẫn cứ thế chúng ta cầm. Mã cổ phiếu HTN. HTN là một mã cổ phiếu phải nói là siêu cổ phiếu thì đúng hơn, và chúng ta có một cái nhịp phân tích cách đây 6 tháng, sau đó thì lần lượt xây dựng các cái target, đúng không? Vùng 26 cái, và chúng ta đã xây dựng cái target của cổ phiếu này ở vùng 40. Và về mặt lý thuyết thì trong phiên ngày hôm nay là HTN đã có vùng giá 4x và kết phiên thì ở vùng 39.4, tức là không giữ được cái lực cầu cao cao nhất ở trong phiên. Thì đối với kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu HTN, HTN sẽ có những điểm test cung, nói chung là vùng hỗ trợ của nó là ở khoảng vùng 36.5 và bây giờ kháng cự ở vùng 4x. Đó, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng lình xình ở trong trong cái biên này trước khi mà cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm đánh vượt thoát lên, và đến thời điểm hiện tại thì HTN cũng không còn điểm mua nữa, và ai còn hàng thì chúng ta chỉ có canh để chúng ta dò xem ở đâu là đỉnh mà thôi, đúng không ạ? Rồi bộ đôi hai mã cổ phiếu HDC và HDG là hai con chúng ta đi phân tích với nhau. Thì trong cái nhịp phân tích lên ở đây thì chúng ta hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 24, cổ phiếu chỉnh giảm lại thì cũng dò tìm lại vùng giá 21, sau đó phân tích lại về vùng 24, test cung ở vùng 23 không gãy thì cổ phiếu có xu hướng đánh chạm vùng 24, vượt thoát vùng 24 thì chúng ta đi xây dựng cái vùng giá mục tiêu của cổ phiếu ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu này thì đang khá là ok. Em ấy đang test lại những cái điểm test ở vùng 25.5 không gãy. Các anh chị lưu ý vùng kỹ thuật 25.5 không gãy thì cái cơ hội để cổ phiếu này trong tuần tới đi về vùng giá mục tiêu ở vùng 27 đến vùng 28 là hoàn toàn khả thi, và các tài khoản thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Cổ phiếu HDG.
Và hoàn toàn tương tự như vậy thì HDG cũng có những cái điểm tạo đáy ở đây, và chúng ta đã có những cái nhịp phân tích rồi, một cái sóng hồi để đưa cổ phiếu về lại vùng 25, có những điểm test cung kỹ thuật không gãy vùng 24.5 thì tiếp tục đánh về vùng 26. Và trong tuần thì đây là một cái cây nến, hay nói nôm na là một phiên giao dịch cực kỳ thành công của cổ phiếu này, break rất khỏe, thoát khỏi vùng 26 với một cây nến xanh dài. Và như vậy thì mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu HDG sẽ nằm ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 29. Các tài khoản chúng ta có thì chúng ta cũng canh chốt. HBC. Rồi, chúng ta nói đến cổ mã cổ phiếu HBC thì bây giờ là cũng đã có những cái khuyến nghị về HBC sẽ là vùng kháng cự ở vùng 12.5 đến vùng 13 để chúng ta canh chốt. Đó, ví dụ như vậy đây, cũng sẽ tìm lại dữ liệu của HBC ví dụ như vậy. Thì HBC ở đây là 5 ngày. Đây, cách đây 5 ngày ở vùng 10.5 đến vùng 10.6 là chúng ta mua tăng tỷ trọng từ 50 đến 100% tài khoản. Vì sao là như vậy? Bởi vì mã cổ phiếu HBC này cũng biết là rất nhiều những anh chị đang kẹp lại hàng từ vùng giá 11.5. Chính vậy khi mà cổ phiếu này đã có những cái nhịp tạo nền tạo đáy ở đây, và sau đó thì nó có nhịp test cung ở đây này, cái nón đây này, đó, 10.5, 10.6 đây, rất là đẹp, thì đấy chính là những cái thời điểm mà mua này. Đó, thì đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã bắt đầu đi về cái vùng kháng cự 12.5 đến vùng 13, thì cái vùng này là cái vùng chúng ta sẽ canh chốt cái phần mà chúng ta mua được vùng giá thấp. Còn nếu xét ở trên trang kỹ thuật thì HBC đã có một cái trend dài hay chưa? Đó, đấy, cái câu chuyện là Hùng rất thích những cái điểm mà tạo nền tạo đáy để đưa cổ phiếu vào một cái kênh xu thế trung hạn. Thì nhịp này là đang HBC đang xây một cái nền đẹp đấy các anh chị, đẹp đó. Và những cái điểm xây này thì khi chạm về vùng kháng cự 12, 13 này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đạp lại. Đó, đạp lại, và những cái điểm đạp kỹ thuật mà Hùng ngắm được mà Hùng nhìn thấy là cái đấy nó có thể có những cái điểm kênh xu thế trung hạn thì cũng sẽ bắt đầu khuyến nghị chúng ta mua, mua để nắm dài. Nó sẽ khác với những cái điểm đó, ví dụ như tí nữa ông sẽ nói đến GVR, nó chúng ta sẽ mua để xây những cái target như vậy. Thì ngắn hạn là HBC sẽ có những cái điểm test kỹ thuật đẹp, những điểm test kỹ thuật đẹp nhất là em mới test lại về đâu đó khoảng vùng 11.5, không gãy ở vùng này thì HBC thời điểm hiện tại là nó sẽ có những điểm nhấn kỹ thuật rất đẹp ở đây, nên các anh chị lưu tâm và Hùng sẽ có những cái phân tích rất kỹ của HBC ở vùng này. Những cái mã cổ phiếu nào Hùng nói nhiều á và nói những cái điểm nhấn kỹ thuật đó là những mã cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm, còn điểm mua. Còn những mã cổ phiếu nào mà Hùng nói ít hoặc lướt qua thì như vậy là chúng ta sẽ không còn những cái cơ hội nữa. Rồi, cổ phiếu VCS hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 8x và cổ phiếu này sẽ có những điểm test cung lại ở vùng 78.5 đến vùng 8x không gãy thì nhịp này được. Nhịp này VCS có xu hướng là sẽ đánh break vùng 80 và có hay không một cái nến ở đây thì chúng ta sẽ chờ nhá. Sẽ có một cái phiên mà có lực cầu đánh khoảng tầm độ trên gần 1 triệu cổ phiếu. Tức là khoảng tầm 800-900k cổ phiếu và có một cái cây nến xanh ngồi mạnh lên đây thì lúc đó thì chúng ta sẽ đi cập nhật tiếp cái trạng thái của VCS. Đạt Phương, DPG. DPG là một mã cổ phiếu mà nó vận hành nó khá là giống với cổ phiếu HBC đó các anh chị. Và cái cách thức để nó đi về một cái kênh trung hạn thì nó đang đi rất giống với mã cổ phiếu HBC. Tuy nhiên trong một cái nhịp ở đây thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị, một phần chúng ta chốt ở vùng 28 cộng, một phần chúng ta sẽ chốt ở vùng 30. Đó, thì câu chuyện bây giờ chúng ta chốt xong thì chúng ta làm gì để chúng ta ngắm lại xem là cổ phiếu này có đi được nữa hay không. Thì cổ phiếu H Đạt Phương sẽ có những cái điểm kéo về vùng 32 và sau đó sẽ có thêm 1 đến 3 phiên nữa sẽ test lại cung ở vùng giá 3x. Và Hùng sẽ quan sát cái điểm test cung ở vùng 3x này để chúng ta sẽ có thêm định lượng là chúng ta có cân lại hàng hay không. Đó, chúng ta cân lại hàng hay không để chúng ta chờ đón một cái nhịp nó đánh cao hơn ở bên này. Còn thời điểm hiện tại là vùng 28 cộng đã chốt một phần, vùng 30 chốt một phần, và đâu đó thì các tài khoản đang cầm lại khoảng tầm 20 đến 30% tỷ trọng của Đạt Phương nữa. Mã cổ phiếu CRE cũng là một mã cổ phiếu khá là đẹp và chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích sóng lên của CRE, và đến thời điểm hiện tại là trong bản tin tuần cũ là chúng ta phân tích CRE ở vùng target 28 thì vùng này đã hoàn thành được anh chị.
ở vùng 28 hoàn thành thì cái cổ phiếu này đó nó lại có những điểm test lại đó. Đây đang là hai phiên test cung, hai phiên test cung rất là đẹp, nó nhún về khoảng vùng 28.2, sau đó nó lại kéo lên. Thì mục tiêu tiếp theo của CRE đó là test cung 28 không gãy, mục tiêu là 3x, và có hay không một cây nến vượt thoát vùng 3x để đi về một cái gọi là không có đỉnh, à xin lỗi cả nhà, không biết đâu là đỉnh, nói đúng hơn là như vậy. Thì chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Điểm mua không còn thì các anh chị nhá, các anh chị phải nhớ cái câu chuyện là CRE đó. Các anh chị nhìn này, nhìn những cái điểm mua này, 29 ngày này đó. Rồi, mã cổ phiếu đất xanh DXG. Đất xanh là một mã cổ phiếu rất đẹp, và khi Hùng có phân tích khuyến nghị mua thì các anh chị cũng có rất là nhiều cái hoài nghi về tính cơ bản của nó. Tuy nhiên là ngoài cái tính cơ bản rồi thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái yếu tố tạo lập và một cái trend trung hạn. Thì Hùng đang mường tượng là đất xanh chúng ta cũng đang có một cái trend trung hạn ở đây. Rồi, và target vùng giá 14x thì đã hoàn thành. Và khi mà cổ phiếu này về vùng 14x thì có đề cập đến câu chuyện là nó sẽ có những điểm test lại cung ở khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 không gãy, và chúng ta có đến 3 phiên giao dịch rất thành công của đất xanh trên vùng 14 cộng. Phiên kết tuần như này rất là ok rồi, tức là cổ phiếu đã có xu hướng test xong cung, và điểm cầu tiếp theo của đất xanh đó là ở khoảng vùng giá 15. 15 chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta đi xây. Mã cổ phiếu LDG cũng đã thỏa mãn đủ 3 điểm mua của chúng ta, 3 điểm mua của chúng ta, và điểm mua ở đâu thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mà mình phân tích. Và điểm mua cuối cùng đấy là điểm mua ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đã có khuyến nghị điểm mua khi mà cùng nhìn thấy rằng là cổ phiếu này đã có một cái điểm đánh ở đây. Điểm đánh vượt vùng 5.9 à 6 6.9, nói chung là nó có một cái điểm đánh vượt thoát vùng 6.9 ở đây, thì lúc đó ông đã có khuyến nghị mua và chúng ta sẽ mua full, mua hết cái điểm mua cuối cùng. Mục tiêu của LDG sẽ đánh vượt thoát vùng 7x và có thể đi về vùng kháng cự mạnh ở đây, vùng 7.5. Cổ phiếu DIG chúng ta DIG cổ phiếu DIG chúng ta đánh một nhịp xổ số từ vùng 17.5 đến vùng 18, và mục tiêu của nhịp xổ số này đi về vùng 21 hoàn thành luôn. Tuần này chúng ta có luôn vùng 21.15. Sau đó thì cổ phiếu đã có những điểm test cung cực đẹp vùng 20 không gãy, và trong phiên ngày hôm nay thì cũng có đề cập đến cái xu hướng của DIG, đó là xu hướng sẽ đánh phiên này sẽ đánh vượt thoát vùng 21, và dự kiến cái target tiếp theo của cổ phiếu này ở vùng 22.5 đến vùng 23. Đây, vùng 22.5 đến vùng 23, tức là trong cái phiên giao dịch sáng nay thì cũng đã có những cập nhật về xu hướng tiếp theo của mã cổ phiếu này. Cổ phiếu IDC vùng giá mục tiêu không có gì thay đổi, đó là vùng 29 đến vùng 3x. Đây, đi về đây, và các cái điểm mua thì các anh chị xem lại. Mã cổ phiếu LCG cũng không còn điểm mua nữa. LCG thì tuần này chính thức là hoàn thành vùng giá mục tiêu 12 trên 12. LCG sẽ có những cái điểm test cung ở vùng 11.5 đến vùng 12, đã có 1 2 3 phiên test cung rồi. Ở 3 phiên test cung đẹp và xu hướng thì LDG sẽ đánh tiếp. Theo Hùng là như vậy, và chúng ta sẽ cổ phiếu không gãy vùng 11.5 chúng ta sẽ cầm tiếp để chốt người ta ghép tiếp theo. Cổ phiếu nhà Từ Liêm NTL. NTL hiện tại thì cũng đang khá là tốt, khá là ok, và trong cái định lượng của chúng ta ở khoảng vùng 21 đến vùng 21.5. Cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 20.5 đến vùng 21 không gãy, thì xu hướng là sẽ đánh vượt thoát lại vùng 21.5. Thoát vùng 21.5 rồi, và chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng 21.5, đây là một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng cổ phiếu. Nếu cổ phiếu đánh vượt thoát vun qua được thì chúng ta sẽ xây dựng cái target tiếp theo ở khoảng vùng 23 đến vùng 24. Còn cái vùng 21.5 đến vùng 22 cổ phiếu không vừa thoát được và có những phiên bẻ gãy quay trở lại đây thì các tài khoản chúng ta cũng sẽ canh chốt. Rồi chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến gas. Gas ở trong thời điểm hiện tại và trong 2 tuần vừa qua, sau khi mà gas cũng có những điểm tạo đáy ở vùng hỗ trợ 70 thì gas đã đi chúng ta xây dựng ở vùng 76, và phiên ngày thứ
234 phiên ngày thứ tư là một cái phiên mà gap đã có một cái lực tăng rất là mạnh, vượt thoát vùng 76. Thì vượt thoát được vùng này thì xu hướng là nó sẽ đánh chạm về vùng 85. 85 của gap. Và rất nhiều các tài khoản là hỏi bây giờ có mua mua cái gì nữa các anh chị. Các anh chị mua ở trên này là không cẩn thận mà ngồi ở trên ngọn cây. Đó, chúng ta mua thì chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ thế này nha. Rồi, PVD. PVD lực cầu đang rất là đẹp và cũng có nói với các anh chị rồi, đó là những cái điểm test cung ở khoảng vùng 11.7 đến vùng 12 rất là ok. Thì đây chính là những cái điều kiện tiên quyết và những cái điều kiện cơ bản để xuất hiện một cái cây nến xanh. Đó, đánh break vùng 12 thì cây nến xanh đây chính là cây nến này. Tại cái thời điểm mà Hùng phân tích ấy, là đây. Đó, và Hùng đã dự báo một cái xu hướng là cần có một cây nến xanh để đi như thế này thì cái xu hướng tiếp theo của PVD nó sẽ tiếp tục đánh. Và trong nhịp này thì dòng tiền đang hướng vào nhóm ngành cổ phiếu dầu khí nên chúng ta cứ con nào khỏe đẹp đúng không ạ, chúng ta vào đó thì PVD đó, những cái điểm test này rất là đẹp và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định rằng PVD cũng chính thức là đi vào một cái trend tăng đó, đi vào một trend tăng. Ok, mã cổ phiếu PVS hoàn toàn tương tự như vậy. Sau khi mà PVS đã có những cái điểm đánh vượt thoát cung ở khoảng vùng 14 đến vùng 14.5 đó thì chúng ta dự kiến là PVS sẽ có những cái điểm test lại cung. Phiên ngày hôm nay thì không biết là sao PVS lại phiên này chia cổ tức, chia xong thì nó bị rơi. PVS là bị chia, phiên này chia cổ tức hay sao? Cái này PVS thì Hùng sẽ cập nhật lại, nhưng về trên cái trend kỹ thuật và trên cái ý đồ về tạo lập thì PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và các cái điểm mua của PVS thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị rồi. Chúng ta canh mua luôn ở trong cái tuần giao dịch mới. Các anh chị có thể xem lại. Nếu không nhầm thì Hùng đã có những khuyến nghị như vậy. Để chúng ta nắm giữ PVS ở trong cái nhịp này. PLX thì cầu nó chưa được đẹp lắm. Và đây đang là những cái lực cầu nó khá là bất thường. Và những cái lực cầu khá là bất thường này thì thường á là nó sẽ có những cái điểm test lại cung. Và cái vùng hỗ trợ của PLX ở đây thì chúng ta đã có nói rồi, 47.5 đến vùng 48 thì xu hướng là sẽ bật lại ở đây. Sau một cái điểm tăng khá là mạnh như này thì cổ phiếu thường nó sẽ có những cái điểm nhả lại cung cầu đâu đó hợp lý ở khoảng vùng 49.5 đến khoảng vùng giá 50 đối với PLX trước khi mà nó hình thành một cái nhịp tăng ở đây. Trong nhóm dầu khí thì chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu PVT, còn mấy cái em oi oi bé bé kia thì chúng ta bỏ qua đi. PVT đang có những cái thông tin về cổ tức nhá, các anh chị có thể xem lại. Và mục tiêu của PVT, đây là một mã cổ phiếu mà khuyến nghị đầu tư là trong tài khoản thông tin thì cũng đang gần như nắm tương đối. Và mục tiêu của PVT thì không có gì thay đổi cả. Sau khi mà PVT có những nhịp test cung ở biên trên, đó là biên 14.5, không gãy lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định trên 2,5 triệu cổ phiếu một phiên thì xu hướng có thể đánh chạm vùng 16 ở trong nhịp này trước khi chia. Cổ phiếu PET à, PET thì đánh hơi láo đó. PET thì em này đánh hơi láo ở cái vùng ở dưới này 10.2, xong vùng 12, vùng 12 hoàn thành, xong lên đến vùng 14. Vùng 14 bây giờ thì qua cổ phiếu này thì tiếp tục là khả năng là sẽ lên vùng 16. Nói chung là em này thì em thiên về đầu cơ. Rồi, một cái mã cổ phiếu PXS là cũng đã có khuyến nghị tham gia mua ở vùng giá 5.35 đến 5.4 và cách đây bao nhiêu ngày để thì chúng ta xem lại cái câu chuyện là PXS đó, 9 ngày đó, đây này, lúc bé tí ở đây này, cái nến nó đang ở đây 9 ngày. Thì bây giờ sau 9 ngày thì đâu đó ở cái vùng ở đây, và sau 9 ngày thì trong cái tuần giao dịch này thì PXS cũng đã có những điểm đánh về vùng giá mục tiêu, đó là vùng 6.3, sau đó em ấy bươn lên nó và em ấy sẽ có những điểm test cung lại vùng 6.3. Trên trend kỹ thuật thì Hùng cũng đang ngắm cổ phiếu này cũng đang khá là đẹp đó, và nó test cung vùng 6.3 mà không gãy ấy, thì nó sẽ đi rất là đẹp ở sau này và rất có thể là sẽ có những cái cây nến trend tuần cũng có thể đi về vùng 9 đến vùng 10, bởi vì cái mã cổ phiếu PXS này nó là một mã cổ phiếu đầu cơ, nó cũng khá giống với con PEP trong nhóm ngành dầu khí. Rồi, chúng ta đây đi phân tích mã cổ phiếu ngân hàng. Đầu tiên sẽ là Vietcombank. Vietcombank thì khá là đẹp, khá là ok đây. Vietcombank sau khi mà có những cái điểm mà chúng ta nói đến Vietcombank ở đâu nhỉ? Nôm na là từ vùng 85.5 đến vùng 86, sau đó thì chúng ta nói đến vùng 89 đến vùng 90.
Phiên hai phiên kết tuần thì Vietcombank đánh rất là đẹp, và với cái tín hiệu kỹ thuật của Vietcombank đây thì nó đang đánh những cái nước rút như này thì xu hướng sẽ đi về vùng 95 đến khoảng vùng 100, xu hướng này thì sẽ về lại vùng đỉnh cũ thôi. Cổ phiếu BID ngày hôm nay có khuyến nghị mua thêm sau những cái điểm mà cổ phiếu này tạo đáy ở đây, chúng ta phân tích lại ở vùng 4x và có những cái điểm test từ vùng 40 đến vùng 40.5 và có xuất hiện một cái phiên lực cầu đẩy bứt vùng 40.5 thì đấy là cái điểm mà chúng ta mua hết, mua mua gọi là mua đảo cá ở trên thớt đó, và sau đó thì về đến vùng 42 cộng ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Cổ phiếu ACB thì đang rất là khỏe sau khi hoàn thành vùng target 26, có những điểm test lại cung 26 không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại. Đây là một phiên mà cầu quay trở lại rất đẹp của cổ phiếu ACB. Giao dịch cần đâu đó 14 đến 10, 10 15 triệu cổ phiếu, trên 15 triệu cổ phiếu, và mục tiêu tiếp theo của ACB ở khoảng vùng 28 cộng. MBB thì đang gặp cái vùng kháng cự ở đây rồi, đó là vùng kháng cự 20. Thì trong cái nhịp mà chúng ta phân tích MBB sau những nhịp chỉnh giảm không gãy ở vùng 18 thì chúng ta đề ra một cái target của MBB ở vùng 20. Thì trong tuần là các anh chị đã có phiên phiên đây là chính là cái phiên mà MBB đội trần và đội không thành công, chính vậy nên là nó sẽ có những cái điểm trả lại cung ở vùng 19. Thì các tài khoản đã nắm giữ MBB chú ý vùng 19 không gãy thì chúng ta cầm tiếp, gãy vùng 19 thì chốt. Công thương CTG, CTG cũng gần như các cái điểm mua của chúng ta đã khuyến nghị ở trong cái tuần giao dịch cũ, và bây giờ thì các cái điểm mua của chúng ta thì cũng đã về gần như là về hết tài khoản rồi. 9 ngày trước chúng ta có khuyến nghị mua tăng tỷ trọng ở biên 30 đến biên 30.5, và mục tiêu của công thương đó là đánh trong nhịp này thì sẽ đánh vượt thoát vùng đỉnh cũ, thì nó đã thoát rồi, trong tuần thì nó đã đánh thoát vùng 32, và mục tiêu chúng ta xây dựng đó là khoảng vùng 33.5 đến vùng 34, đây là vùng giá mục tiêu của công thương. Rồi có hay không một cái điểm vượt thoát, nói chung là khoảng vùng đó, vùng 34 thì chúng ta sẽ canh chốt đi khoảng 50% tỷ trọng, và 50% còn lại thì chúng ta đu đó, chúng ta đu đến tận đỉnh luôn, đâu là đỉnh thì chúng ta mới bán. Techcombank ở trên góc độ kỹ thuật thì cũng đã có những cái phân tích và dự báo về cái sự phục hồi và có khuyến nghị ở quanh vùng 22. Quanh vùng 22 thì chúng ta mua để chúng ta đảo hàng những anh chị, và sau đó thì có những cái điểm test lên thì bull lên ở đây là vùng 23.3. Hiện tại thì Techcombank sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 23.3 đến vùng 23 không gãy thì mục tiêu là sẽ chạm lại vùng 24. Thì chúng ta sẽ bán đi cái lượng hàng mà chúng ta đã mua được ở khoảng vùng 22.5 thì đến vùng 24 cộng chúng ta bán đi, tức là chúng ta đã đảo được một nhịp. Đó, và sau đó thì có thể về đến vùng này thì chúng ta tiếp tục có những cái kỹ thuật ở bên này thì chúng ta lại mua, chúng ta đảo nhịp hai thì những cái nhịp đảo đó thì sẽ phải chờ. Đó, nôm na nó là như vậy. HD Bank đang dành rất nhiều tình cảm cho em này mà em ấy chỉ giật quá. Cơ bản là nó cũng gặp lại cái vùng kháng cự của nó đó là vùng 26. Chính vì vậy nên là em ấy cũng đang ngập lặn ở vùng 25.5 đến vùng 26, vùng vẫn đang kỳ vọng có một cây nến đánh vượt thoát vùng 26 thì như vậy là cái xu hướng để về vùng 28x là còn ngược lại, nếu như HD Bank bị có một phiên xuất hiện một phiên mà đánh gãy cái vùng 25 như vậy là chúng ta cũng phải canh để chúng ta bán ra, bởi vì như vậy là cổ phiếu nó bị hết trend, mà hết trend thì chúng ta bán. VPBank đã khuyến nghị mua và nó khớp được ở vùng 23.5 đúng không ạ? Mua tuần trước cơ. Tuần trước. Và nhịp này thì VPBank sẽ đi về lại vùng 26. Vùng 26 ở đây thì các tài khoản mà đã mua theo khuyến nghị của Hùng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi. Cái nguyên tắc chốt là về vùng kháng cự thì chúng ta sẽ chốt đi 50%, sau đó thì còn 50% còn lại thì chúng ta sẽ phân bổ theo sơ đồ 532, ví dụ như vậy. Trong nhóm banh thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các mã cổ phiếu VIB. VIB lại vừa chia cổ tức rồi, nó sập xuống một phát như này, nhưng nôm na là cái vùng sau chia nó khoảng vùng 26.5 đến vùng 28. Và hiện tại thì VIB thì cũng chỉ khuyến nghị một cái nhịp đánh xổ số nữa thôi, chứ cũng không còn nhiều cái dư địa nữa.
Cổ phiếu Liên Việt Postbank sau khi chuyển sàn và nó có những cái điểm đánh về cái vùng kháng cự 13 này, nó không vượt thoát được và nó đã có những phiên giảm rất mạnh, và khi về đến cái vùng 11.5 thì rất nhiều những anh chị sốt ruột hỏi bán không. Đó thì bán gì ở cái tầm đấy nữa đúng không ạ? Tầm đấy chúng ta bán thì thường chúng ta sẽ bán đúng đáy. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có khuyến nghị sau những cái điểm mà cổ phiếu Liên Việt Postbank test ở vùng 11.8 đến vùng 12 không gãy, vòng đang nhận thấy rằng là cái tín hiệu dòng tiền thì đang có dấu hiệu tốt hơn, và khuyến nghị là chúng ta bắt lại quanh vùng 12, tức là mua thêm á, tức là những tài khoản chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể mua thêm 50 đến 100% tài khoản như vậy. Cổ phiếu STB. STB thì các anh chị có hỏi có mua được không? Thì ở vùng cơ bản vùng 14 có thể mua được. Những cái điểm test cung không gãy ở vùng 14 này thì có thể tham gia được, nhưng STB hiện tại cái lực đánh cái dòng tiền nó chưa thực sự là tích cực. Nó hơi rời rạc, dòng tiền đánh của STB nó hơi rời rạc. Cổ phiếu SHB full hàng rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ chờ để chúng ta chốt nữa thôi. Trên góc độ kỹ thuật thì cũng có đề cập đến cái target ở khoảng vùng 18, và trong tuần thì cũng nôm na nó là chưa chưa đi được lên mấy và vẫn đi ngang ở vùng 17. Thì đối với cổ phiếu SHB có thể cho phép test cung ở khoảng vùng 16.8 đến khoảng vùng 17.3, có những cái phiên lực cầu quay trở lại khoảng trên 10 triệu cổ phiếu mà kéo được thoát vùng 17.3 thì xu thế 18 cộng của chúng ta là ok. Mã cổ phiếu ngân hàng tiếp theo là cổ phiếu BVB. BVB trong tuần vừa qua thì giao dịch khá là ảm đạm khi mà cổ phiếu này tiếp tục gọi là đi ngang ở quanh vùng 12 đến vùng 12.5. Không có nhiều động lực thì rất nhiều những anh chị là sốt ruột. Nó thì cái câu chuyện là có trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư sẽ có những mã cổ phiếu nó sẽ tăng mạnh, có những mã cổ phiếu lình xình tích lũy đi ngang. Thì bản thân là đó, trong cái nhịp trước này thì nó cũng chỉ có trong một vài nhịp thôi. Đó, vài nhịp là coi như tăng từ vùng 10.5 mà lên đến tận vùng 14, thì các anh chị có thể tính toán xem là cái tỷ lệ lợi suất nó được là bao nhiêu. Đó thì nó sau những cái nhịp tăng mạnh như vậy thì chúng ta sẽ cần có những ngày mà cổ phiếu nó sẽ cần tích lũy, nó hấp thụ hết những cái lượng hàng ở trên này. Thì BVB quan điểm của Hùng vẫn là vùng 12 và cái biên tích lũy của nó vùng 11.5 đến vùng 12. Chúng ta phân tích thêm cái bộ đôi của TVB và TVC. Thì đầu tiên sẽ nói đến TVB. TVB là một mã cổ phiếu mà Hùng có nói vui ở trên room, đó là các anh chị của chúng ta sẽ mua với một cái tâm thế đó là không ngại độ cao, không ngại tốc độ. Và mã cổ phiếu TVB, cái bộ đôi của TVB và TVC thì chính thức là chúng ta đã phân tích khoảng một tháng. Đó, và đây là cái mã cổ phiếu bộ đôi này, một tháng là chúng ta đã bắt đầu nói đến cái tính đầu cơ của nó. Và đến thời điểm hiện tại qua những cái nhịp mà chúng ta phân tích, đó là TVB về cái vùng ở đây là vùng 11. Trong tuần vừa qua thì TVB chạm vùng 11 và đã có những cái điểm test kỹ thuật khá là đẹp ở vùng 10.5 không gãy, và phiên kết tuần thì TVB chính thức là đánh bay cái khung 11. Và khi đánh bay khung 11 rồi thì cái xu hướng tiếp theo nó sẽ đi về khoảng vùng 13 đến vùng 14. Và đây là một cái mã cổ phiếu đầu cơ, nhưng trong những cái nhịp mà em này em mới đánh đây các anh chị, đó những cái nhịp tạo lập của cổ phiếu này rất là ok. Đánh cực kỳ tốt luôn, nó đánh cực kỳ tốt luôn, và đây cũng là một nhịp tạo lập của cổ phiếu. Và Hùng cũng dự đến khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 cũng là một cái nhịp tạo lập, tức là em đánh từ vùng 8 về đến vùng 13.5 đến vùng 14, anh chị có thể tính được cái lợi nhuận. Mã cổ phiếu TVC cũng như vậy. Ôi, có một nhịp này nó đánh từ đâu đó khoảng vùng 10 mà lên đến tận vùng 30. Nói như thế thì nó kỳ vọng nó lớn quá, nhưng mà TVC thì bây giờ chúng ta sẽ nói ở trong cái góc độ là từ đầu tiên là vùng 9.75 đánh lên đến vùng 11.5. Nghỉ ngơi vùng 11.5, tích lũy ở đây và nó sẽ đánh vượt thoát vùng 12 thì khi đó sẽ có một cái nhịp đánh ở bên này. Thì đấy là kỳ vọng cái bộ đôi này. Cổ phiếu BVB và VCI cũng là một cái bộ đôi mà chúng ta nói đến ở đây. Thì trong một cái nhịp phân tích kỹ thuật ở đây, chúng ta có nói đến đó là nó sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở vùng 40 không gãy. Thì cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu nó sẽ đi về vùng đánh về lại vùng 45.
Trong tuần, cổ phiếu này đạt được mốc cao nhất ở vùng 43.7, tức là khoảng vùng 44, và sau đó thì VCI tiếp tục có những nhịp chỉnh giảm. Thì cái dòng tiền này các anh chị nhìn này, mặc dù là cổ phiếu tăng nhưng mà tín hiệu dòng tiền nó vẫn cắm đầu như thế, thì đi xuống thì cái lực tăng đó nó sẽ không bền, và thường là nó sẽ là có những cái lực phục hồi T cộng. Và một số anh chị hỏi là Hùng là bây giờ bắt đáy không, thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ đó. Quan điểm là người chúng ta phải có những cái điểm gọi là tín hiệu tạo nền chắc chắn thì đó chúng ta mới bắt đáy. HCM, rồi HCM thì khá là ok. Chúng ta phân tích một cái điểm hồi kỹ thuật ở đây, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã đi về, trong tuần thì nó đã ngồi ở trên cái vùng 23, đó là cái vùng kháng cự ngắn ở đây. Cổ phiếu HCM sẽ có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 23 đến vùng 23.4, không gãy thì xu hướng là sẽ đánh về vùng ở đây là vùng bao nhiêu đấy, khoảng vùng 24.5 đến vùng 25. Ngược lại, cổ phiếu này bị bán mạnh và bị gãy vùng 23 thì các anh chị có hàng chúng ta sẽ canh chốt đó. SSI thì hơi bị xấu hơn rồi, bởi vì sau khi mà nó đánh bull qua cái vùng 18.3 và nó lại bị mất lại vùng 18.3. Tuy nhiên là cái vùng 18.2, 18.3 thì nó cũng đang khá là sát nhau. Thì các anh chị có thể xem lại trong tuần tới SSI nó có thể trả lại cung đây khoảng vùng giá 18 không gãy, 18 không gãy thì chúng ta vẫn có thể cầm được, nhưng mà nếu mà SSI gãy vùng 18 thì chúng ta cũng nên xem xét để chúng ta bán đi. SHS thì đẹp đấy, trong tuần vừa rồi thì SHS đã ngồi lên trên vùng 14, đấy chính là cái vùng kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu này. Và hiện tại thì SHS đã có hai phiên test cung không gãy vùng 14. Thì các tài khoản mà đang cầm SHS chúng ta trong nhịp này thì xu hướng là sẽ đánh tiếp, tức là sẽ đánh lên khoảng vùng 15 cộng. Vượt thoát vùng 15 thì đâu đó nó sẽ có những cái vùng ở cao hơn, nhưng trước mắt thì cũng sẽ xây dựng ở khoảng vùng 15 cộng. Mã cổ phiếu CTS trong tuần vừa qua thì CTS đã có một cái lực đánh tương đối là mạnh, cái lực cầu tương đối là mạnh. Và nhìn về yếu tố tạo lập thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đó là CTS cũng đã cái lịch sử tạo lập là CTS cũng có những cái trận đánh rất là kinh điển. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng nhìn thấy đó, ngày xưa các anh chị những cái đoạn mình phân tích cái vùng hỗ trợ của CTS ở đây trong cái kênh xu thế dài đó, trong kênh xu thế dài, và cái vùng kháng cự của CTS ở vùng 8.0 thì trong tuần thì cổ phiếu này đã vượt thoát vùng 8.0. đây là cái vùng kháng cự của kênh xu thế trung hạn, vùng hỗ trợ của kênh xu thế trung hạn là vùng đây này, chính xác nó là phải là đây, vùng 5.5 đến vùng 6, và vùng kháng cự là vùng 8. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ chờ CTS đổ thêm một vài phiên nữa, nhưng mà không biết là có đổ được đến tận ở dưới này không. Và CTS thì thời điểm này là cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ túc tắc để chúng ta gom ở một cái kênh xu thế trung hạn test cung ở vùng 8 không gãy. Cổ phiếu MBS thì cái lực cầu nó chưa bằng cổ phiếu CTS, và trước mắt thì nó đã về đúng cái vùng kháng cự đây, vùng 11.5. Phiên kết tuần như này khả năng là hơi xấu, thì có xu hướng nó sẽ có thể nó sẽ trả lại cung một phần ở khoảng vùng 11.5 không gãy, và lực cầu nó sẽ quay trở lại thì nó sẽ đánh vượt thoát vùng kháng cự ở đây, đó là vùng bao nhiêu, vùng 11.5. Lịch sử tạo lập của mã cổ phiếu CTS này cũng có một nhịp đánh từ vùng 6 và lên đến vùng 20. Và trong thời điểm hiện tại thì vì sao Hùng lại nhìn đến những cái mã cổ phiếu này, thì cái vùng mà nó tạo đáy trung hạn mình có thể xác định ở quanh vùng 8.3, và cái vùng kháng cự ở đây của kênh trung hạn là vùng 11.5, và đây chính là những cái điểm nhấn kỹ thuật mà chúng ta cũng có thể là tính toán đến một cái góc nhìn nó dài hơn, đó là cứ chạm những cái vùng hỗ trợ đẹp thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Thì nhóm đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thể thấy rằng nhóm ngành thép đã đưa lại rất nhiều thành công cho các anh chị trong team của Hùng Lê, và bản thân các anh chị là thành viên của cộng đồng chứng khoán chiến binh đến từng con sóng, bởi vì tất cả những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê đều public.
và hoàn toàn miễn phí. Các anh chị lưu ý là như vậy, hoàn toàn miễn phí và chúng ta chỉ có xem thôi. Đó, chúng ta chỉ xem thôi. Thì Hòa Phát là đến thời điểm hiện tại là Hòa Phát đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 35. 35 anh chị, rất là cao luôn. Và chính xác là hôm nay là đã ngồi lên vùng 35.7, thì đến thời điểm hiện tại là Hòa Phát cũng đã có cái cập nhật về về HPG rồi. Cách đây một ngày là Hòa Phát đã hoàn thành vùng giá 35 cộng và dự kiến là sẽ test cung cầu vùng 34.5 đến vùng 35 không gãy thì đi tiếp, tức là tăng tiếp, còn ngược lại gãy 34 thì chúng ta sẽ xem xét chốt đi 50% tỷ trọng đang nắm để có thể cover lại hàng ở những điểm hỗ trợ sâu hơn. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là em ấy chỉ test lại vùng 35 thôi, rất là khỏe. Và chính vì vậy nên nó chỉ test đến cái vùng như vậy thôi, nên chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ có cái xu hướng là đánh tiếp. Còn đánh về đâu thì bây giờ nó cũng khá là khó, bởi vì khi cổ phiếu nó đã lên cao đến như thế này ấy, thì chúng ta chỉ lần theo thôi, lần theo những cái dấu vết của nó thôi. Thì trước mắt nó khoảng ở vùng 38, đến vùng mạnh thì được lên đến 4x, nhưng mà trước mắt nó khoảng vùng 38. Khi mà cổ phiếu có những cái điểm test cung ở vùng 34.5 đến vùng 35 không gãy. Cổ phiếu Hoa Sen cũng như vậy, Hoa Sen thì cũng đã có những cái điểm test cung ở đây là vùng 7.5 đến vùng 18 không gãy, thì chúng ta đi xây dựng cái vùng giá mục tiêu tiếp theo của Hoa Sen ở khoảng vùng 19 đến vùng 20. Và trong tuần thì điểm cao nhất của Hoa Sen đạt được là 19.45, tức là cách cái vùng giá mục tiêu của chúng ta khoảng tầm độ 0.65 nữa. Và hiện tại thì Hoa Sen đã bị 3 phiên chốt tương đối mạnh, như thế này là tạm gọi là tương đối mạnh. Vì sao? Bởi vì nó chốt đến mức mà dòng tiền cắm đầu đi xuống, tức là cái câu chuyện là nó đang có một cái sự đảo pha xu thế nào đó. Đó, nó đang có một sự đảo pha xu thế nào đó, cùng với đó là tín hiệu dòng tiền. Thì đối với Hoa Sen, các anh chị sẽ xem ở vùng 18, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Chúng ta xem những cái điểm test ở vùng 18 không gãy thì chúng ta cầm, còn bị một cái phiên bán cực mạnh với khoảng tầm độ 15 đến 20 triệu cổ phiếu và gãy vùng 18 thì chúng ta bán cắt. Đó là nguyên tắc. Nam Kim thì chúng ta bán mất ở vùng vùng 10 cộng rồi, vì không nghĩ nó đánh kinh khủng như vậy. Còn anh chị nào mà chúng ta đang cầm thì thôi, vùng 12 cộng chúng ta canh thì chúng ta bán nốt. Mã cổ phiếu TLH thì vẫn còn nguyên, chưa có khuyến nghị bán biết gì cả. Bởi vì mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nhìn ở trên cái góc độ nó là kênh xu thế trung hạn. Đó, thì vì sao nó lại trung hạn? Thì cũng đã có những cái phân tích sơ sơ cho anh chị rồi, và cũng có nói đến cái câu chuyện là vùng 3.6 là vùng trung hạn để chúng ta gom, và đến thời điểm hiện tại là nó lên phiên ngày hôm nay là đóng cửa vùng 6 với một cái lực bán cũng tương đối là mạnh đấy. Hôm nay là TLH bị chốt như này là tương đối là mạnh. Thì ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, TLH thì chúng ta sẽ xem lại khoảng vùng 5.8, 5.8 tức là nó lấp lại một cái phần gap ở đây mà không gãy thì chúng ta cầm tiếp, còn ngược lại mà gãy vùng 5.8 với lực bán mạnh thì chúng ta cũng sẽ cơ bản là chúng ta cần phải bán đi cổ phiếu TVN có nhỉ, 123, tức là về T0, T1, T2, T3 là bị đạp rồi. Nói chung là cổ phiếu này thì Hùng cũng không có đồng khuyến nghị, bởi vì là cái thanh khoản nó kém quá, nó chưa có cơ sở chúng ta đánh. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu khác. PLC, đối với PLC hiện tại sau những cái nhịp ở đây là nhịp 20 không gãy thì chúng ta đi xây dựng lại ở vùng target 24 và xây dựng ở vùng 2, vùng 24 này có một cái nón úp không gãy thì chúng ta đánh ở vùng 26. Các cái phiên giao dịch cuối tuần của PLC đang rất là đẹp. Khi mà tiệm cận vùng 26 thì cổ phiếu có những điểm test cung ở vùng 25.5 không gãy, như thế là đẹp. Và mục tiêu xu hướng thì PLC sẽ đánh lên khoảng vùng 28. Xây dựng ở khoảng vùng 28 nó mạnh hơn sẽ là vùng 3x. Mã cổ phiếu KSB. KSB trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng 27 là vùng mà KSB sẽ hồi phục trở lại, và cái vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt đi 50% tỷ trọng đấy, là theo cái phương pháp. Và sau đó thì KSB đã có một nhịp đánh vun lên, và Hùng đã có các cái phân tích cập nhật lại cho các anh chị rồi. KSB có những điểm test cung lại ở khoảng vùng 27 không không gãy, thì cái cơ hội mà KSB
đi tiếp lên vùng 3x. Không biết là Hùng xây dựng KSP lên bao nhiêu nhỉ? KSP không nhớ lắm. Cách đây 2 ngày có phiên cầu vượt hút mạnh lại thì đang cầm, chúng ta sẽ mua thêm 50 đến 100% tỷ trọng cho vị thế chạy nước rút này. Đó thì KSP sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây, thì anh chị có thể xem lại, và mục tiêu ở trong nhịp này thì KSP sẽ đánh về vùng 3x. Lưu ý vùng 27.27 không gãy, đấy là vùng test cung. DHC. Rồi, DHC thì một mã cổ phiếu khá là quen thuộc và mục tiêu của chúng ta đang đi xây. Sau khi mà cổ phiếu hoàn thành vùng giá 52 thì chúng ta sẽ xây tiếp ở vùng 55. Những cái điểm ngồi lại test cung ở trên vùng 52 khá là đẹp, và các anh chị đang cầm mã cổ phiếu này đang sẽ canh chốt ở vùng đó. DHA trong tuần vừa rồi thì có một cái cây nến ở đây này. Cây nến này là cây nến mà đánh vượt thoát vùng 4x, và chính vì cái lực đánh tương đối là mạnh này, DHA đã chạm lại về vùng 44, sẽ có những cái điểm test lại cung cầu không gãy ở khoảng vùng 42. Test lại cung cầu không gãy ở vùng 42 thì DHA cũng sẽ có một cái nhịp tăng tiếp. Điểm mua thì gần như không còn. Điểm mua chính là những cái điểm mà hỗ trợ thế này. BMI ở đây sau một cái điểm đẩy lên ở vùng 29, BMI sẽ có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 20 8.3 đến vùng 29 không gãy. Cơ hội để BMI phục hồi và đánh về vùng 30 đến vùng 31 là còn. Cổ phiếu CVT thì bây giờ không biết đâu là đỉnh nữa rồi. Liên tục trần và không có lượng hàng bán ra. Liên tục trần mà không có lượng hàng bán ra ở vùng 40, chắc chắc tự dự là nhịp này thì sau khi mà nó hoàn thành vùng giá 3x ấy, thì nó chạy một mạch từ 3x về đến 40 thì không biết là sẽ đi về đến đâu nữa thì cũng không rõ nữa. Và đây là một mã cổ phiếu mà có thể nói là siêu cổ phiếu của team PAC, PAC. PAC thì cũng không cần phải nói nhiều. Trong một cái nhịp phân tích từ vùng 20 và mục tiêu là sẽ đi về vùng 3x trong một kênh xu thế trung hạn. Có những nhịp đánh vượt thoát vùng 26 và test cung ở vùng 26 không gãy ở đây thì chúng ta sẽ xây dựng tiếp theo, nôm na là một cái nhịp đi ở đây. Đó. Em này thì nó đi chậm chậm như vậy thôi. Cổ phiếu PTB. Phú Tài đang đi về vùng kháng cự mạnh vùng 57. Các cái tài khoản mà chúng ta có thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt một phần ở vùng này. Cổ phiếu CSV hiện tại là các anh chị đang khá là sốt ruột đối với mã cổ phiếu CSV. Nhưng quan điểm của Hùng vẫn dành cái sự niềm tin chiến thắng, niềm tin vào cổ phiếu CSV. Ở cái vùng test cung ở đây vùng 26 đến vùng 27 không gãy, mục tiêu tiếp theo của CSV vẫn là về đến lại vùng 3x. Cùng với mã cổ phiếu DGC đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua. Đây, ví dụ như vậy, như này, DGC. Đó, không có vuốt đuôi hay là có cái gì cả, đúng không anh chị? 8 ngày bộ đôi nắm đủ hàng kỳ vọng lớn cho hai em hóa chất. Cách đây 10 ngày DGC dự ở khoảng vùng 44, mua xổ số ở quanh vùng 44 đến vùng 45, kỳ vọng nhịp này ở vùng 5x. Đó thì ở vùng 44 đây này, ở vùng 44 đến vùng 45 đây các anh chị này. Đó thì Hùng đã có những cái nhịp cách đây đâu đó 10 ngày. Đó, ví dụ như vậy. Và mục tiêu ở vùng 5x, vùng 5x bây giờ 48.3 rồi, nhưng mà mục tiêu nó xa xa hơn, có khi lại là nằm ở khoảng vùng 52, 53 đó. Rồi, mã cổ phiếu GEX cũng là một mã cổ phiếu mà team thì bây giờ full hàng rồi. Không có gì để bàn cãi mã cổ phiếu này cả. Và GEX thì mục tiêu sẽ đánh về vùng 22 và vượt thoát vùng 22 thì xu hướng sẽ đi về khoảng vùng 24 đối với GEX. Điểm mua cuối cùng của GEX đó là ngày hôm qua ở vùng giá 21, khi mà 2 ngày. Break vùng 21. Mua điểm mua cuối cùng và điểm mua full. Sau phiên này thì chúng ta chỉ đi xây dựng target đó, và không còn đi xây dựng điểm mua các anh chị nhé.
không còn đi xây dựng điểm mua nữa. Mã cổ phiếu VPG, VPG thì cũng mới có khuyến nghị mua thôi. À, cái mẫu hình của VPG này thì nó khá là đẹp, khá là ok, nó cũng đi khá giống với mã cổ phiếu CVT và nó cũng gọi là sạc mùi lái lụa, nôm na nó là như vậy. Và sau khi cái điểm mua 14.5 gọi là break cái điểm 14.5 này thì em này sẽ có xu hướng đánh chạm lại vùng mùng 18. VPG VPG cách đây mua 9 ngày ở vùng giá 13.5 đến vùng 13.6 và mắc ở khoảng vùng giá 14. Đó, và hôm nay là vùng 15.8. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu GTN. GTN là hàng họ như nào nhỉ? GTN là các cái điểm mua cũng hết rồi và trong trong dự dự báo ở khoảng vùng 26 cộng. Trong tuần thì đang có những phiên đi tốt nhưng mà hai phiên kết tuần thì đi kém quá, về được vùng 25.4 rồi. Về cơ bản là GTN thì cái cơ hội mà đánh về vùng 26 vẫn còn, những cái điểm test ở đây khoảng vùng 24.5 không gãy thì cái cơ hội đánh về vùng 26 vẫn là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản khác. Đầu tiên chúng ta nói đến phân bón trước đi. BFC. BFC đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa có nhiều cái dư địa và cái vùng kháng cự dài của nó vùng 16 phập phù vẫn chưa đi được, cái thanh khoản thấp, dòng tiền đi ngang khó. Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì đi như thế này cũng khó rồi các anh chị. Như vậy là tạm thời chúng ta sẽ chấp nhận cái target đây trong nhịp phân tích của chúng ta, đó là vùng 13. Những cái điểm đi của Đạm Cà Mau như này, đấy, đường MACD đang cắm đầu đi xuống như thế này thì tăng làm sao nổi, đúng không ạ? Đường MACD đang đi xuống như này thì chỉ có tèo văn teo thôi. Rồi, các anh chị mà đang có hàng của em này thì chúng ta cũng nên ra thôi. Đạm Phú Mỹ, đó, anh chị có thể nhìn thấy đây, vùng kháng cự của em Mỹ vùng 18 và bây giờ thì lại trả lại hết đây rồi, trả lại hết vùng 17 rồi. Dòng tiền cũng đi như thế này thì cổ phiếu nó cũng khó tăng lắm anh chị, nên là xu hướng là vẫn đi ngang ở đây trước khi mà nó hình thành cái xu thế mới. Nói chung nhóm phân đạm đến thời điểm hiện tại nó không có nhiều dư địa nữa rồi. Nhóm cổ phiếu ngành cao su GVR, ok, siêu cổ phiếu đúng không ạ? GVR chúng ta cách đây 6 tháng và đến thời điểm hiện tại có thể nói là cổ phiếu GVR chúng ta đã phân tích tăng 100% 7 tháng. Chúng ta có đánh giá về nhóm cổ phiếu cao su khi đó PHR ở vùng 44, DRC ở vùng 7.5 đến vùng 18, GVR ở vùng 9.5 chưa chia và SIP ở vùng 70. Thì đấy là những cái đánh giá của nhóm cao su cách đây 7 tháng và xuyên suốt cái quá trình đó thì chúng ta đi xây dựng một cái đường đi của GVR. Đến thời điểm hiện tại GVR hoàn thành vùng giá mục tiêu 18.5 trên 18.5 và đã đánh vượt thoát lên vùng 19. Cổ phiếu này sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên test lại cung 19 thì đây đã có hai phiên rồi. Và dự kiến sẽ có 1 đến 2 phiên nữa test cung 19 không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại trên khoảng 4 đến 5 triệu cổ phiếu và kéo cổ phiếu này bay mốc vùng 19.5 thì lúc đó GVR sẽ tiếp tục tăng. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không biết được là GVR nó sẽ tăng về đến đâu. Đó, với quan điểm của Hùng như vậy, bởi vì cái vùng target mà Hùng xây dựng đến từ vùng 9 mà lên đến vùng 18.5 đến vùng 19 nó là cả cả một cái target cực kỳ kinh khủng rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì là dò thôi. Cổ phiếu PHR. Rồi, PHR hoàn thành nói chung là cũng phiên nay là đã hoàn thành vùng giá 65 rồi. Sau khi mà PHR cũng có phân tích một cái nhịp hỗ trợ từ đây này, từ vùng 54 đến vùng 55. Về đến cái vùng này thì chúng ta cũng nên canh chốt đi một phần. Đó là quan điểm của Hùng là như vậy. Cứ về đến vùng kháng cự hoặc là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, chúng ta nên chốt đi một phần và một phần còn lại để chúng ta đu đỉnh. Mã cổ phiếu SIP. SIP thì quá là kinh khủng. Sau khi về đến vùng 120 trong bản tin phân tích tuần thì dự báo có những nhịp chỉnh nhưng gần như SIP không chỉnh. Ship không chỉnh và liên tục đi. Và đến thời điểm hiện tại thì xu hướng cao là ship sẽ đi về vùng 160. DRC.
DRC thì nhịp hồi phục kỹ thuật này thì chúng ta đang kỳ vọng là DRC sẽ đi lại khoảng vùng 21.5. Các anh chị mà đã mua rồi, có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Xem cổ phiếu P à, DRI xem nào. DRI đã bắt được đáy chưa? DRI thì có thể canh ở vùng 6.5 thì chúng ta bắt đáy. VRG. VRG không có gì cả, ở đây có cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 24 thôi, và kỳ vọng từ vùng 24 này bật lên khoảng vùng 27 đến vùng 28 canh chốt. Nhóm ngành cảng biển chúng ta có mã cổ phiếu VSC. VSC đến thời điểm hiện tại là nó cũng hoàn thành hết tất cả các vùng giá mục tiêu ở vùng giá 48, và đến thời điểm hiện tại thì nếu xuống vùng 48 đến vùng 50 thì chúng ta sẽ canh đi chốt tối đa khoảng 50% tỷ trọng, và phần còn lại thì chúng ta sẽ đu thôi, chúng ta đu đến gọi là đu đu đến cùng. Còn đối với mã cổ phiếu VSC thì đến cái vùng ở đây tức là vùng 48 đến vùng 50 thì Hùng cũng ngừng ngừng cái câu chuyện xây dựng target của cổ phiếu, và nó đi được đến đâu thì chúng ta sẽ chờ đến đó thôi. Mã cổ phiếu GMD đó thì bây giờ chúng ta phân tích đến GMD thì các anh chị lại bảo là nói sau, nhưng mà GMD thì trong phiên ngày hôm nay là cũng một số anh chị hỏi Hùng là bây giờ nên xử lý như nào. Ngày hôm qua có hỏi thì Hùng bảo là chờ đến nốt phiên ngày hôm nay để Hùng xem cái mức độ phản ứng của cổ phiếu ở vùng 26 đến vùng 26.5. Và sáng nay thì 9 giờ đó, cổ phiếu có GMD có thể test ở đây và bán mạnh bị gãy mốc 26 thì chúng ta có thể bị 26 thì chúng ta sẽ chốt chốt hết. Còn nếu mà vẫn giữ được ở cái mốc 26 đến vùng 26.5 thì như vậy là chúng ta sẽ chờ một cái lực phục hồi lại ở vùng 28 cộng. Ở trong phiên ngày hôm nay, một phiên giao dịch thành công của GMD và xu hướng thì hoàn toàn có thể khả thi là những cái điểm test của cổ phiếu này ở vùng 26 đến vùng 26.5 không gãy. Cổ phiếu HAH. HAH thì đã có khuyến nghị mua, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đã đi về vùng 14.5. 14.5 đến vùng 15 là vùng mà cổ phiếu này chúng ta canh chốt thôi chứ không còn điểm mua nữa. Đó, ví dụ như vậy. HAH. Đó. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ 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 đi đấy, HAH 9 ngày trước vùng quanh 13.2 chúng ta mua. Cổ phiếu nào mà chúng ta cũng đi tìm như vậy thì bản tin của chúng ta sẽ rất là dài. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel, Hùng chỉ phân tích duy nhất mã cổ phiếu CTR. Ngày hôm nay thì CTR đã hoàn thành vùng giá mục tiêu là 6x và đóng cửa vùng 61.8. Rất đẹp. Các cái tài khoản trong team của Hùng lên thì gần như đang ôm chặt, ôm trọn con team, và mục tiêu tiếp theo của CTR sẽ nằm ở xu hướng 6x 65. CTR. Đó, ví dụ như vậy. Ta sẽ 55, 55 cộng xong đến 65, nói chung là như vậy. Mã cổ phiếu nhóm ngành mía đường QNS. Ở QNS vùng giá mục tiêu đó là vùng giá 35, các anh chị canh chốt mã cổ phiếu SBT. SBT trong tuần đã có một phiên giao dịch cực kỳ đẹp. FPT thoát điểm 16.5 thì mục tiêu tiếp theo của mã cổ phiếu SBT đó là khoảng vùng 18, và đến cái vùng 18 này thì cũng cũng là cái vùng kháng cự mạnh, thì các anh chị hết sức lưu tâm ở vùng này, có thể chốt một phần ở vùng 18 và sau đó thì chúng ta sẽ xem những cái phản ứng cung cầu ở quanh vùng 18 thì đó chúng ta sẽ có những cái quyết định tiếp theo. SLS đã có khuyến nghị bắt đây, ví dụ như vậy sẽ cho các anh chị thấy 4 ngày. SLS ATC canh mua thêm 30 đến 50% tỷ trọng đang nắm. Và các tài khoản mở mua mới thì có thể xem xét quanh vùng 60.5, đó là vùng mình thấy là SLS đang có những cái điểm hồi phục kỹ thuật rất là đẹp. Và đến thời điểm hiện tại thì gần như những cái điểm mua của SLS chúng ta cũng kết thúc rồi, và chúng ta kỳ vọng SLS trong nhịp này sẽ đánh vượt thoát vùng 65 để đi về khoảng vùng 67, 68 đến vùng 70 ở đây.
Cổ phiếu LSS thì LSS thì Hùng có chia sẻ rồi. Đối với mã cổ phiếu này á, các anh chị cứ nhìn trên trend tuần như Hùng ở đó, và nhìn trên trend tuần như này, các anh chị nhìn thấy có những nhịp đánh ở đây. Đấy là những cái nhịp đánh về tạo lập cực tốt, đánh từ vùng 6 về vùng 14. Thì nhịp này chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều, đánh từ vùng 5 về đến vùng 10 nhé. Và đây những cái cách đi của mã cổ phiếu trong một cái kênh xu thế trung hạn, nó là như vậy. Nó cứ đi lên, nó xây xong nó lại đi lên đó, thì nó sẽ đi lên, thì nó sẽ đi lên, có thể trong nhịp này nó sẽ đi ngang ở khoảng vùng 7.5 đó, nó sẽ xây ở khoảng vùng 7.6 đến vùng 8 đó, nó sẽ xây ngang ở cái vùng này, và sau đó thì nó lại có những cái cây nến mà đi lên như này đó, thì nó sẽ đi rất nhiều ở những cây nến zigzag ở đây, sau đó thì nó sẽ có những cái tuần đánh lên như vậy. Thì đấy là cách đi của mã cổ phiếu về mặt trung hạn, và mã cổ phiếu LSS thì đang khá là ok trong cái nhóm ngành mía đường. Cổ phiếu ngành dệt may thì chúng ta đi phân tích hai mã cổ phiếu thôi cơ bản. À bây giờ ba rồi, ba hay bốn gì đó, để tí nữa thì cũng sẽ list lại một tí. TCM phân tích vùng giá mục tiêu 26, vùng giá mục tiêu 3x thì trong tuần đã hoàn thành. Và sau đó thì TCM có những cái điểm test này, có hai phiên test cung ở vùng 30 không gãy, thì mục tiêu tiếp theo của TCM ở khoảng vùng 34. Mã cổ phiếu GIL, GIL là mã cổ phiếu đánh nhịp xổ số, trong cái nhịp xổ số cuối cùng đó là vùng 35 đến vùng 36 thì mua, để chúng ta dự kiến ở khoảng vùng 42x đối với mã cổ phiếu GIL. Mã cổ phiếu TNG đã có khuyến nghị mua, chính xác là như vậy, TNG đã có khuyến nghị mua cách đây 9 ngày. 9 ngày là bắt đầu mua ở vùng 13.4 đến vùng 13.5. Hiện tại thì mã cổ phiếu TNG là đang lãi lãi nhẹ một tí thôi, nó chưa lỗ và chưa lãi nhiều. Thì trên góc độ kỹ thuật cũng đang nhìn cái vùng hỗ trợ của em này ở khoảng vùng 13.2, và sau một những cái điểm mà cổ phiếu này đánh lên chạm khoảng vùng 14.5 thì nó đang có những cái điểm test cung lại, và hiện tại thì cũng đang quan sát ở vùng 13.7. Cái sự vận động của TNG vùng 13.7, và TNG sẽ có những cái nhịp rũ hàng ở đây, sẽ rũ trước khi mà em này em mới có một cái sóng sóng sánh ở bên này, thì đang kỳ vọng là như vậy. Nhưng mà xem cái nhịp rũ hàng ở vùng 13.7, 13.8 này ở đây. VGT cũng đã có khuyến nghị mua VGT, và vùng khuyến nghị của VGT ở khoảng vùng 8.5, các anh chị có thể xem lại mục tiêu từ vùng 8.5 này thì đánh chạm vùng 10, mạnh hơn thì ở vùng 10.5, nhưng vùng 10.5 có được không nhỉ? Được, nhịp này VGT đánh như này là ngon rồi, chắc chắn sẽ đạt được khoảng vùng 10.5. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta đảo nhanh qua MPC, Minh Phú. Minh Phú ở thời điểm hiện tại sau một cái nhịp chốt ở đây thì cũng tìm cái vùng giá hỗ trợ 26, và dự kiến thì Minh Phú sẽ có những nhịp hồi phục từ vùng 26 lên khoảng vùng 28 đến vùng 29, mắc ở vùng 29. Cổ phiếu VHC Vĩnh Hoàn. Vĩnh Hoàn rồi, Vĩnh Hoàn là vùng giá 44 này là hoàn thành, sau đó thì chúng ta phân tích ở vùng giá 46.5. Vùng giá 46.5 thì thường là khi chạm lại trần thì cổ phiếu sẽ có những cái phiên lình trình, và hiện tại đây là nó đã có đến tận 3 4 5 phiên lình trình ở đây. Và vùng 45 sẽ là cái vùng hỗ trợ trong cái nhịp này. VHC Vĩnh Hoàn nếu gãy vùng 45 thì những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán. Không gãy 45 thì cầm tiếp. CMX thời điểm hiện tại đã bắt được chưa? Bắt được rồi đấy. CMX bắt được rồi. Vùng 15 chấm sẽ là vùng hỗ trợ của CMX ở trong nhịp này. Các anh chị có thể canh để bắt CMX. Và từ vùng này thì dự kiến là CMX sẽ có một nhịp đánh ở đây. Ok, 15.0. Cổ phiếu FMC thì đang đi về lại vùng kháng cự mạnh của nó ở đây, đó là vùng 36, 35 đến vùng 36, canh chốt ở nhịp này. Canh chốt ở nhịp này. ANV.
ANV là một mã cổ phiếu khuyến nghị mua và sau đó thì đang tìm lại một cái điểm hỗ trợ của ANV ở vùng 22.5 đến vùng 20 22 đến vùng 2.5. Vùng này không gãy thì mục tiêu của ANV là chạm về vùng 24 đến vùng 25. Trong phiên này là có suýt soát chạm vùng 24 xong đây bị đổ. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ANV xu hướng tích lũy đi ngang ở quanh vùng trên cái cận biên của nó là vùng 22.5. Dòng tiền mà cắm đầu như thế này thì không có thằng nào tăng được cả. Cổ phiếu ngành dược thì chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu DMC có khuyến nghị mua. Đây anh chị, DMC là khuyến nghị mua rồi. Bởi vì khi đó thì cũng nhìn thấy cách đây 10 ngày. Cách đây 10 ngày thì bắt đầu khuyến nghị bắt DMC ở vùng 53 đến vùng 53.5, 30%. Sau đó cách đây 2 ngày thì tiếp tục bắt 50%. Tổng cái vị thế đến thời điểm hiện tại là DMC chúng ta đã có 80% vị thế. Và những cái điểm test cung đang kỳ vọng những cái điểm test cung ở vùng 55 đến vùng 54 không gãy thêm 1 đến 2 phiên nữa và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì nhịp này đang kỳ vọng là em này lại đi lên như này. Trước mắt là sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 58. Cổ phiếu Dược Việt Nam thì chưa khuyến nghị mua, đang 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 ngắm nghía một tí, nhưng mà những cái điểm nó đánh lên như thế này rồi thì nó cũng không còn cơ hội nữa. Cổ phiếu IMP thì thiên về kịch bản cầm dài. IMP đang có những cái điểm test lại cung ở vùng 50 không gãy thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cũng có thể tính toán một cái trend kỹ thuật của IMP ở vùng này. Còn cái vùng mà để xác định cái điểm xoay chiều của cổ phiếu IMP đó là vùng 45 đến vùng 46.5. Đó là cái vùng mà có thể cầm dài được từ đó. Chúng ta phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp. IDV, mã cổ phiếu IDV này thì đẹp quá, nói chung là thanh khoản nó hơi thấp, cổ phiếu này mà chúng ta mua được ở những cái vùng thấp để chúng ta ôm cổ tức thì ổn. Cổ phiếu SZL trong tuần đã khuyến nghị mua. Đã khuyến nghị mua và trong phiên này thì nó lại đi về cái vùng kháng cự 52 mất rồi nên là các cái điểm mua của chúng ta không còn, vùng có nói là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt được cái phần vị thế mà chúng ta mua. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn á, thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng trả lại cung. Hùng sẽ xem ở những cái điểm trả lại cung ở vùng 50.5 51. Những cái điểm trả cung ở vùng 51 không gãy và xuất hiện một cái lực cầu mà đánh bung vùng giá 52 thì có thể cũng sẽ khuyến nghị cái điểm mua mua hết của cổ phiếu này đây. Trên trend kỹ thuật thì đang kỳ vọng là sẽ đi về vùng 55 và sau đó thì có thể đi về vùng 6x được, cổ phiếu này hoàn toàn có thể được. Cổ phiếu SSC. SSC tiệm cận lại vùng 28 cộng trong một cái lực phục hồi kỹ thuật từ vùng phân tích ở đây vùng 23.5. Đối với những anh chị mà chúng ta đang cầm SSC ở nhịp này thì chúng ta cũng có thể cầm thêm, bởi vì SSC sau khi mà nó tiệm cận về vùng 28 thì phiên bản thân phiên ngày hôm nay thì SSC đã có những cái điểm test về quanh vùng 27 rất đẹp, không gãy từ vùng 27 này mà không gãy thì cái cơ hội để SSC đi về vùng 3x là còn. Nói chung là nhịp này thì SSC vẫn đang khá là ok. Cổ phiếu DTD. DTD thì đang tiệm cận lại vùng kháng cự 24. Vùng này nôm na là vùng 24 cộng canh chốt. BCM thì nó không có gì cả. Cổ phiếu PXL vùng hỗ trợ 8.5 đến vùng 9. Hiện tại thì cũng không có nhiều cái dư địa khi mà lực cầu nó khá là thấp. Mã cổ phiếu D2D, các anh chị có hỏi Hùng là D2D bây giờ có mua được hay không? Thì cái câu trả lời ở đoạn này nó hơi khó và nó cũng hơi là căng. Thì trong cái góc độ về mặt kỹ thuật các anh chị nhá, D2D nó đang có những cái điểm test cung
từ vùng giá 75, và ở đây là những cái điểm ôm cung của nó ở khoảng vùng 70 72.5 và ôm cung trên là 75. Nó test cung ở vùng 72.5 không gãy. Và lực cầu đến thời điểm hiện tại Lục đánh giá rằng lực cầu của D2D đang khá là ok, thì chúng ta cũng có thể thăm dò ở quanh vùng 70. Đây này, nó có những cái điểm mà líu tíu ở đây, đó là vùng bao nhiêu các anh chị? 74. Phiên ngày thứ hai thì quanh vùng 74 chúng ta cũng có thể 74 chúng ta có thể vào vị thế. Vào vị thế và chúng ta chờ có một phiên nào đó mà nó đánh break khỏi vùng 75 với một cái lượng cầu xác nhận. Ok, thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở phiên đó, với mục tiêu trong nhịp này thì D2D xu hướng là sẽ đánh chạm lại vùng đỉnh cũ vùng 85. Bởi vì D2D và cái con NCT à? Nam Tân Uyên NNTC. Nó chạy hai con này nó hay chạy cùng nhau lắm, và cái con NTC thì bây giờ nó là gọi là siêu cổ phiếu rồi. Cứ thế tăng và đến thời điểm hiện tại là 308.000 đồng trên một cổ phiếu. Quá là kinh khủng anh chị ạ. Và không biết chạy về đâu, khả năng là lên 350 mất. Rất là kinh khủng. Rồi. Như vậy là Hùng và Hùng Lê đã phân tích cơ bản các mã cổ phiếu và các cái nhóm ngành. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến thị trường chung một tí. Thì trên góc độ hiện tại thì chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones Future thì đang ở vận động ở cái vùng kháng cự 30.000 điểm, tương đối là mạnh. Cái vùng kháng cự này thì cũng đang thấy là vật vờ lên bờ xuống ruộng. Tuy nhiên, ở đối với các chỉ số chứng khoán châu Á, chỉ số Shanghai, chỉ số Hang Seng, chỉ số Copinex và chỉ số Nikkei 25 thì thời điểm hiện tại là đang có một cái sự đồng pha, tức là đang có những cái nhịp tăng tương đối là tốt, thì đây chính là những yếu tố tích cực đã tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái tuần giao dịch vừa qua. Cùng với đó thì cái nội tại của thị trường nó xuất phát điểm mà là trong tuần vừa qua thì điểm số của thị trường nó phụ thuộc và nó tăng điểm là do một số các cái mã cổ phiếu trụ nó luân chuyển nhau để nó kéo các cái điểm số của thị trường. Còn đối với các cái mã cổ phiếu mà ông Lê có phân tích khuyến nghị đầu tư thì trong tuần vừa qua thì cũng đã có những nhịp tăng tương đối là ổn định và tương đối là tốt. Thì kịch bản cho thị trường tuần tới thì VN Index của chúng ta trong cái xu hướng hiện tại là cái lực lên nó đang rất là tốt, rất là ok. Thì sẽ có những cái điểm trả cung, chắc chắn là sẽ có những cái điểm trả cung, thì những cái điểm trả cung đó dự kiến sẽ ở khoảng vùng 9580, khoảng vùng 9580, tức là nó sẽ test lại ở cái điểm biên ở trên này đối với chỉ số VN Index. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có căn cứ tình hình thực tế của hai phiên giao dịch đó, thì chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng hỗ trợ 980 điểm ở đây. Những phiên test cung ở vùng 980 điểm không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và xu hướng, Hùng Lê lưu ý xu hướng của thị trường là sẽ kéo về vùng 1.000 điểm, và mạnh hơn hay không, có đi được về cái mốc M4 M4 của VN Index, đó là vùng 1.020 điểm đến vùng 1.030 điểm, thì cũng sẽ chờ mốc 1.000 điểm thì chúng ta sẽ có thêm cái định lượng. Và trong tuần tới thì sẽ có những cái mã cổ phiếu sẽ tiếp tục gọi là trụ kéo của thị trường, ví dụ như có thể sẽ là nhóm cổ phiếu ngành thép, có thể sẽ là cổ phiếu Vinamilk, Vinhome, rồi Bảo Việt, rồi Bình Minh, đó ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích ở đầu bản tin, ở những cái mã cổ phiếu nào mà tạo lập sử dụng để kéo về mặt điểm số của thị trường, thì thị trường trong tuần tới cái cơ hội của VN Index tiệm cận về vùng 1.000 điểm là có, và có vượt thoát được vùng 1.000 điểm để đi về cái vùng M4, tức là cái mốc kháng cự mạnh của thị trường ở 1.020 điểm, 1.030 điểm, chúng ta sẽ có thêm định lượng. Đối với chỉ số VN Index, chỉ số VN 30 và chỉ số VN 30 F1M thì trong tuần vừa qua, trong bản gọi là kết tuần, thì cả hai chỉ số này đã đi về cái mốc M3, đó là mốc 945 điểm đến mốc 950 điểm. Đây là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Trên góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn nhìn thấy rằng cái trend chủ đạo của cái chỉ số này vẫn đang là trend tăng, trend long. Và đối với chỉ số VN 30 và VN 30 F1M thì thường là ông sẽ phân tích ở trên cái trend M5. Thì đến thời điểm hiện tại
Các cái mốc kháng cự của thị trường ở đây đó là vùng 900, chúng ta sẽ mở cái VN30F1M trước. Ở vùng 950 điểm ở đây, và trong trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì VN30F1M cũng không có nhiều các yếu tố đột biến, cơ bản là chỉ có một cái điểm tạo gap ở đây. Thì trong tuần tới, biên biên để giúp cho chúng ta định lượng cái xu hướng tiếp theo của thị trường đó là vùng 940 đến vùng 945 điểm không gãy đối với chỉ số VN30F1M, tức là nó sẽ có thể nó sẽ có những cái điểm trả cung cầu lại ở cái vùng này, và cái vùng này sẽ là cái vùng đệm để giúp cho chúng ta xác nhận cái xu hướng tiếp theo đó. Và đối với chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nhìn trên một cái góc độ tổng quan nhất của thị trường đó là vùng 940 đến vùng 45 điểm, đó là cái vùng mà VN Index có thể test cung, có thể nằm ở trên cái biên hỗ trợ này. Thì cái xu hướng để cho thị trường của chúng ta đánh về mốc và 1.000 điểm là còn còn ngược lại, nếu xuất hiện một cái tín hiệu kỹ thuật nào đó mà phá vỡ cái vùng 940 điểm đến vùng ở đây cái cận dưới của chỉ số VN30 thì đấy là những cái tín hiệu về thị trường giúp cho chúng ta nhận diện những cái dấu hiệu nguy hiểm ở phía trước. Như vậy là thị trường tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ chào đón mốc 1.000 điểm trên những cái nền tảng về thị trường hiện tại, với những cái góc độ kỹ thuật hiện tại, với tất cả các cái điểm số của các nhóm ngành. Về các điểm mua của các mã cổ phiếu thì Hùng Lê lưu ý với các anh chị là khi thị trường chúng ta vận động ở vùng kháng cự mạnh thì chúng ta sẽ hạn chế mua, và chúng ta chỉ mua những mã cổ phiếu mà chúng ta đang có trong vị thế trong tài khoản là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những mã cổ phiếu đang có trend tăng và có những điểm chỉnh kỹ thuật hợp lý. Thì những điểm chỉnh kỹ thuật hợp lý là những điểm chỉnh như thế nào? Ví dụ cùng sẽ nói ví dụ những điểm chỉnh kỹ thuật hợp lý, ví dụ HPG đó, thì chúng ta đang có vị thế ở trong tài khoản với một cái mục tiêu là HPG có thể đánh chạm về vùng 38 đó, trong cái cách mà chúng ta phân tích định lượng, và trong cái cách mà chúng ta phân tích đó là không gãy ở những cái vùng chỉnh kỹ thuật ở vùng 34.5 đến vùng 35 đó, thì chúng ta sẽ đang nắm vị thế thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể canh mua thêm những cái điểm mua này đó, những cái điểm ở quanh vùng 35 hoặc là vùng 34.5, để làm sao để chúng ta kỳ vọng là chúng ta sẽ lướt tiếp được một cái phần hàng chúng ta mua được ở vùng 35 lên đến vùng 38. Nhưng trường hợp ngược lại, sau những cái điểm mua này chúng ta bị thất bại thì chúng ta lấy cái hàng sẵn có của chúng ta để chúng ta bán ra, để chúng ta đảm bảo được cái gọi là cái yếu tố rủi ro ở trong tài khoản đó. Thì đấy là cái quan điểm của Hùng, và để các anh chị nhận những cái khuyến nghị phân tích của Hùng Lê trên Zoom không chat, nhận định không chat NO02 thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Và hiện tại thì công ty chứng khoán VPS cũng đang có những cái chính sách dành cho khách hàng rất là ok, ví dụ như tài khoản mở mới thì sẽ miễn phí giao dịch ở trên đuôi một, và các cái chính sách về lãi suất margin vân 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 vân. Thì đấy là những cái mà VPS hỗ trợ cho khách hàng, đặc biệt là khi về với team cùng lên thì các anh chị sẽ được nhận cập nhật các cái phân tích khuyến nghị trực tuyến theo ngày rồi theo giờ trong cái khung giờ giao dịch. Thì đấy là một cái yếu tố rất là tuyệt vời. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo.